Chào mừng các bạn đã nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Naruto Luffy tung hoàng thiên hạ. Chương 121, cầu chi thí luyện. Tiến nhập Upper Yacht sau đó tùy ý có thể thấy được chính là thuyền hải cốt. Khiến người ta giật mình nhất chính là, những thuyền này đều là bị một đao chém thành hai nửa. Điều này cần nhiều hảo đao pháp a. Mặc dù là Zoro, hiện tại cũng chưa chắc làm được điểm này đi. Nếu như những cái này thần quan sở hữu thực lực như vậy cái này một thuyền nhân liền muốn cẩn thận rồi, bởi vì bọn họ còn nhớ rõ, cái trước đem thuyền dễ dàng chém thành như vậy người, dường như chính là mắt ưng, mới vừa một kích kia xác thực có thể là thần công kích, thế nhưng ai có thể cam đoan thần dùng bao nhiêu khí lực, nếu như là toàn lực nhất kích lời nói vậy cũng tốt, thế nhưng ai có thể cam đoan hắn dùng mấy thành lực lượng. Nếu như đối phương chỉ dùng nhất thành lực lượng liền đem Naruto Sanbi lực lượng ép ra ngoài, như vậy trận này có thể thắng có khả năng, e rằng liền thực sự ngay cả nhất thành cũng chưa tới. Bất quá vừa lúc đó, một cái cự đại đao từ đằng xa bay tới, thấy tình cảnh này, Naruto Nodoka cắt sĩ lập tức cấp tốc vẽ lên thuyền. Nhưng nhìn đến cây đao này độ mạnh yếu những người này ngược lại thì thả lỏng một hơi, lợi dụng khoa học nguyên lý làm được một ít bình thường không làm được sự tình đến lúc đó có thể lý giải. Bất quá còn không có đăng ký cá nhân trì hoãn tâm thần. Vô tận đại đao liên tiếp không ngừng vạch về phía nơi đây, thấy vậy Uzumaki Naruto trực tiếp đem cửu vĩ lực lượng sử dụng ra, hướng về phía những thứ này to lớn lưỡi dao một quyền một cái toàn bộ đánh nát về sau, thuyền lại tiếp tục đi tới. Bất quá bọn họ không nghĩ tới là, cái này mấy bả đại đao chẳng qua là bắt đầu, phía sau nhiều loại khảo nghiệm theo nhau mà tới, mũi tên, tiêm mộc, bay đến, còn có trong nước lục địa cùng không trung cự đại động vật. Nhất định chính là không cho người ta thở hổn hển cơ hội a. Hao hết cửu ngưu nhị hổ lực, rốt cuộc đã tới một cái cự đại tượng đá trước mặt, bên dưới tượng đá có bốn cái nhập khẩu, theo thứ tự là chiều chi thí luyện, thường chi thí luyện, chỉ chi thí luyện cùng cầu chi thí luyện, không hề nghĩ ngợi lắp phi nhân tiện nói, được rồi, quyết định, đi cầu thí luyện. Ngươi làm sao sẽ biết đi cái này đường? Đối với lắp phi không có đầu não loạn tưởng, Usopp gào lớn một cái âm thanh. Bất quá rất nhanh lại khôi phục lại nói, bất quá mặc dù như thế, thế nhưng ta cũng tán thành cầu. Nói hắn đại thể suy đoán một cái thực tập có khả năng, cũng chỉ có cầu là ổn thỏa nhất đấy. Chúng ta bên này có bốn người, không bằng so với cái tái, một người một cái như thế nào. Đột nhiên Sanji toát ra một cái ý nghĩ, nghe được cái này ý tưởng Uzumaki Naruto nói, ừm. Đây là một cái ý kiến hay. Xa nhau đi chỉ ít có thể để bảo đảm đi một mình chính là chính xác đường, có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới bọn họ nơi đó, nếu là như vậy nói ta tuyển trạch chiều, nếu như vừa rồi Usopp phỏng đoán không sai, như vậy chiều chi thí luyện với ta mà nói dễ dàng, ta hoàn toàn có thể ở phía trên dễ như trở bàn tay đi qua. Một cái ao đầm mà thôi, miễn là đem chakra phóng tới trên chân đừng nói là Naruto, coi như là Zoro đều có thể dễ dàng đi tới. Thậm chí còn nói lắp phi có thể đều có thể đi tới. Dù sao cùng đại hải so với, trong ao đầm thổ cùng các loại rác dưới số lượng tương đối nhiều. Ta đây liền tuyển trạch, Usopp, người trước chọn đi, người tuyển trạch sau khi kết thúc ta tuyển trạch cuối cùng một cái. Tuy là muốn trước tuyển trạch một cái, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước hết để cho Usopp tuyển trạch tương đối khá. Bất quá lúc này Usopp trên mặt đã chảy nước mắt nói, các người không nên nói đùa có được hay không. Con Is không phải đã nói rồi sao, chúng ta phải đi địa phương chỉ có thể lái thuyền đi, nhưng là hiện tại chỉ có một chiếc thuyền làm sao chia mở, Naruto có thể ở thủy thượng bước đi sẽ không cần nói, thế nhưng Luffy nhưng là một cái danh chính ngôn thuận vịt lên cạn, còn ngươi nữa Sanji, ngươi không sẽ là dự định bơi đi qua đi, lại nói ta, nếu như ta bơi đi qua đụng tới lợi hại thần quan không muốn nói đánh, coi như là mệt đều mệt gần chết, Luffy không có thuyền căn bản là không đi được, chúng ta làm sao có thể xa nhau. Còn nữa chúng ta tuyển trạch một cái, giải quyết hết một cái thần quan đường phía sau không là tốt rồi đi một ít sao. Đúng hay không, dường như có điểm đạo lý. Nghe được Usopp, Uzumaki Naruto như có điều suy nghĩ nói. Chứng kiến lời của mình có tác dụng, Usopp không nói hai lời, lập tức lái thuyền hướng cầu chi thí luyện. Mau nhanh cắt đứt Naruto Nodoka cắt sĩ cái loại này ý nghĩ điên cuồng. Chứng kiến thuyền đã lái vào thông đạo, Naruto cũng không nói gì. Thế nhưng mấy giây về sau bọn họ giật mình phát hiện, tất cả lộ khẩu cũng có thể quẹo, duy chỉ có cái này con đường là thẳng đứng, đây chính là một vạn mét trên cao A, ngã xuống coi như là không phải ngã chết cũng phải chết đuối. Bất quá lệnh bọn họ may mắn là,
đội thuyền giảm xuống 400-500 mét, tuy là chỉ có một tí tẹo như thế khoảng cách, thế nhưng cũng đem mấy người này dọa sợ không nhẹ. Ngoại trừ Luffy bên ngoài, tất cả mọi người ở nơi này địa phương thờ hồn hền. Luffy tuy là biểu hiện ra dường như không có gì, thế nhưng kỳ thực trong lòng cũng là cực sợ. Nếu như hạ xuống là mặt đất không có gì, nếu như là hải, chính mình chắc chắn phải chết. Một bên đi phía trước mở ra xa thuyền, một bên thời khắc chú ý lấy hoàn cảnh chung quanh, hay là cầu chi thí luyện, thì ra chính là không khí bên trong bay đầy màu trắng cầu. Nhìn tình huống chung quanh, Uzumaki Naruto có điểm khí chả trách, cái này chính là thí luyện. Không sẽ là để cho chúng ta đem tất cả cầu đều đánh hư mới tính quá quan đem. Hoặc có lẽ là, muốn ở thời gian quy định bên trong đánh bể bao nhiêu cái cầu. Hay hoặc là, cái kia cầu bên trong chứa vật gì vậy, chúng ta nhất định phải ở bao nhiêu lần bên trong tìm ra mới tính qua cửa sao. Không thể nào, cái này bên trong cầu không có một vạn cũng có mấy ngàn. Nếu quả như thật giống như ngươi nghĩ như vậy, vậy nếu như là người thứ hai còn dễ nói. Nếu như là mặt khác hai cái, chúng ta phỏng chừng hôm nay một ngày đều đánh không xong đi. Nghe được Uzumaki Naruto, Usopp sâu nuốt một ngụm khí đảo. Còn có một loại khả năng, là không phải chúng ta trúng giải. Đột nhiên, Luffy nghĩ tới nhất kiện sự tình nói, chúng ta lựa chọn con đường này e rằng không có thần quan. Nếu như chúng ta đã bắt đầu đi là đường khác, khả năng đã xuất hiện đại phiền toái. Nhưng là bởi vì chúng ta lựa chọn con đường này. Trên con đường này vừa vặn không có thần quan, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Nghe được Luffy, mấy người thần tình biến đổi, tuy là loại này sự tình không quá có thể, nhưng là lại là hữu hiệu nhất giải thích, nếu quả như thật là nói vậy, thì không khỏi không nói bọn họ thực sự cực kỳ may mắn a. Thế nhưng bọn họ không biết là, cũng không phải mấy người bọn hắn may mắn, tương phản mấy người này xem như là không may, bởi vì ở nơi này địa phương thần quan, là 4 cái thần quan bên trong mạnh nhất thần quan. Muốn đi qua không có đơn giản như vậy. Naruto nhìn bên trái, Usopp nhìn phía bên phải, Luffy nhìn phía sau, Sanji lái thuyền, phía trước đường không biết tình huống bên dưới mấy người ngồi ở ô nha hoàn hảo bên trên chậm rãi hành xử. Cái này địa phương cũng thật là có điểm buồn chán, ngoại trừ cầu vẫn là cầu, lẽ nào quả banh này chi thí luyện là một cái mê cung sao? Hoặc có lẽ là có thôi miên tác dụng, bất quá bọn họ cũng không có quá mức lưu ý những thứ này. Bọn họ mục tiêu vẫn là rất minh xác, đó chính là muốn đi tự ra đồng bọn của mình. Nhìn phía xa chậm rãi bay tới một cái mây cầu, Uzumaki Naruto nói, thật là, vật này thấy ta cái bụng thật là đói a, ta thật muốn ăn kẹo đường a. Vật này cũng không thể được ăn à. Vừa định mở miệng, đột nhiên một con rắn từ bên trong đi ra, kém chút cắn phải Uzumaki Naruto trên lỗ mũi. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, một quyền đem cái vật kia đánh bay rơi. Mới vừa một màn kia đồng dạng để mặt khác ba người giật mình, hảo đoan đoan vân chung vậy mà lại toát ra một con rắn. Luffy nói, cái gì, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện một con rắn? Nhiều như vậy cầu sẽ không đều là xà đàn đi, nếu là như vậy đích xác có chút phiền phức, rắn cảm ứng năng lực nhưng là rất mạnh, nhiều như vậy cái xà phải đối phó đứng lên nhưng là tuyệt không dễ dàng. Chứng kiến rắn xuất hiện, Sanji cũng lập tức cảnh giác. Mới vừa hắn đang ở kỳ quái hay là thí luyện làm sao sẽ đơn giản như vậy, xem ra cùng hắn nhớ giống nhau, thí luyện vừa mới bắt đầu, vừa lúc đó xa xa một cái cầu một lần nữa bay tới, thế vậy Sanji một cước liền đá tới, thế nhưng trong tưởng tượng bay đi cũng không có phát sinh, ngược lại, là xảy ra một hồi to lớn bạo tạc. Loại này sự tình lần nữa để mấy người muốn khóc, không mang theo chơi như vậy, cùng lúc đó một thanh âm vang lên nói, a hắc hắc, thật là khiến người ta chờ mong a. Tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì chứ? Thật là khiến người ta chờ mong a. Theo cái thanh âm này xuất hiện, một người vóc dáng dường như trẻ xối nước tóc đỏ thiên sứ xuất hiện tại trước mắt mọi người nói, những cái này mây tên là dọa cho giật mình mây, dĩ nhiên đã chọn ta cầu chi thí luyện làm thông đạo, a cáp, a hắc hắc, thật không biết nên nói là may mắn của ta, vậy thì các người 4 cái không may đây. Thực sự là tốt, bình thường thời điểm có con mồi liền muốn chia đều. Lần này ta dĩ nhiên có thể duy nhất đối mặt 4 cái con mồi, thật sự là quá may mắn, a cáp, a hắc hắc. Vừa nói, cái này bánh trôi kinh nhiên nhảy lên múa. Này, chết bàn tử, ngươi là người nào, là thần quan sao? Uzumaki Naruto đột nhiên hét to một tiếng nói, nếu như là thần quan, như vậy ngươi phải trả lời vấn đề của ta, Nami tình huống hiện tại thế nào, chưa từng xuất hiện sinh sao nguy hiểm đi. Ngươi là ngu si sao?
Nghe được Uzumaki Naruto, Sanji nói, ngươi ít nhất cũng phải hỏi một chút Robin tiểu thư là không phải cũng không sao chứ. Ta xem hai người các ngươi đều là ngu ngốc. Nghe Naruto cùng Kamera đúng vậy, Usopp híp con mắt lẩm bẩm nói. Chương 122, thuấn dây sát lệ. Ngươi có tâm tình lo lắng bọn họ vẫn lo lắng chính các ngươi đi. Nghe được Uzumaki Naruto câu hỏi, cái này thần quan nói, những người đó ngược lại mặc kệ sớm muộn gì cũng là chết. Nếu như bọn họ thành thành thật thật ngây ngô bọn họ có thể so với các ngươi chết chậm. Thế nhưng nếu như bọn họ không thành thật ngây ngô sẽ rất nhanh bị người giết chết. Nhưng là coi như ở nơi nào ngây ngô các ngươi chết về sau bọn họ cũng sẽ chết. Bất kể nói thế nào bọn họ đều là sẽ chết. Hiện tại chết hay chưa ta cũng không biết. Bất quá ta bây giờ biết chuyện các ngươi muốn chết. A hắc hắc, A cáp, ở ta cầu chi trong thực tập, không có người có thể sống đi ra ngoài. Mặc dù là nó may mắn đụng phải cầu bên trong cũng không có lựu đạn hoặc là vật nguy hiểm, cũng sẽ bị ta giết chết. Chỉ có mặc dù có cường đại lực lượng tốc độ, đồng thời sở hữu số cực kỳ may tức giận người khả năng chạy trốn, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thần năng đủ đi ra ta cầu chi thí luyện. Thuận tiện nói một câu, các ngươi không phải đạt được ta là không có cách nào đi tới. Đương nhiên, ở các ngươi trước khi chết nhân từ thần quan sẽ nói cho ngươi biết tên của hắn, tên của ta là Sát Lệ. Nhìn chậm rãi tới gần thần quan, Usopp kêu lên, này, Lắp Phi, không cần lo cho hắn là ai, nhanh đưa hắn đánh bay. Cẩn thận một chút, Uzumaki Naruto cẩn thận nói, nếu như đối phương thật là không có một người dùng nhân, hắn cũng sẽ không được người gọi là thần quan. Nếu là thần quan, vậy tuyệt đối không có khả năng giống như bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đối với một cái ninja, mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân đều tuyệt đối đều muốn cảnh giác. Bất quá Lắp Phi thì không có bất kỳ ý tưởng, nói, quản hắn là ai, đánh bay hắn là được rồi. Nói huy động lên cánh tay, muốn đưa dài cánh tay sao? Sát Lệ một câu nói để Lắp Phi thần tình sững sờ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng thần quan Sát Lệ phản ánh cũng không chậm, trong nháy mắt liền tránh ra Lắp Phi điểm công kích, Lắp Phi một quyền thất bại cũng không có ngừng tay, đang chuẩn bị tiếp theo tìm công kích, Sát Lệ nói, phun lửa sao? Có một chút đã muộn. Lần đầu tiên có thể nói ra chính mình công kích có thể nói là vừa khớp, thế nhưng lần thứ hai vậy hãy để cho người giật mình, mặc dù là có người nói cho cái này thần quan Lắp Phi năng lực, cũng không khả năng đang chiến đấu thời điểm đoán được Lắp Phi ý tưởng. Muốn cứu viện sao, vậy ngươi cũng phải làm tốt bị đánh chuẩn bị nha. Sử dụng phân thân sao? Naruto trên tay ấn mới vừa kết tốt, liền nghe được Satori, chân mày giật mình, nhẫn thuật kết ấn nhưng là hầu như không sai biệt nhiều. Duy chỉ có trình tự không giống với, dù sao dù nói thế nào bình thường ấn chỉ có 12 cái, cho dù có nhiều hơn ấn đó cũng là vô cùng hiếm hoi, người thường coi như biết có kết ấn cũng không khả năng nhanh như vậy nhìn ra kết là cái gì ấn, dù sao mình ấn mới vừa nhưng là còn không có kết hết. Đột nhiên, Satori tự tay đến rồi hai người trước mặt, thế nhưng cũng không có đụng tới hai người, bất quá chỉ một lúc, thân ảnh của hai người dường như đạn pháo bay ra ngoài. Đau nhức. Đau nhức thấu xương tủy đau nhức, coi như là đang không có phòng bị tình huống bên dưới bị Lắp Phi hoặc là ấy đánh một quyền cũng không có đau như vậy quá. Mới vừa hắn chính là hoàn toàn không có đụng tới chính mình, tại sao phải xuất hiện loại này sự tình. Bất quá mặc dù đau nhức, thế nhưng loại đau khổ này hắn cũng là tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Bất quá nhìn về phía bên cạnh bị đánh bay Lắp Phi thời điểm lúc này ngẩn người ra đó, hét lớn, Lắp Phi, ngươi làm sao vậy? Được, đau nhức. Lắp Phi run rẩy chống đỡ lên thân thể của mình, nghe được Lắp Phi, Naruto lần nữa giật mình, không những được đoán được ý nghĩ của đối phương, vẫn có thể đánh ra sức đánh vô hiệu Lắp Phi, cái này nhân loại quả nhiên không đơn giản, cái gọi là thần quan cường đại quả nhiên không phải nói xạo, tuy là Naruto đang suy nghĩ đồ đạc, thế nhưng Sát Lệ nhưng là sẽ không cho giữ bất kỳ nhân từ, ngay sau đó, Sanji cùng Usopp cũng bị đánh bay đến rồi Lắp Phi bên người. Nhìn ở nơi nào kiêu ngạo khiêu vũ Sát Lệ, Naruto nói, ngươi có thể đủ biết trước một cái, ta cũng không tin ngươi có thể biết trước nhiều. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, trong nháy mắt, mấy trăm Naruto xuất hiện tại trước mắt, một màn này xác thực để Sát Lệ cảm giác có một chút kinh ngạc, nhưng là từ nét mặt của nàng đó có thể thấy được, hắn căn bản cũng không có gánh thầm nghĩ, người của ngươi cân nhắc mặc dù nhiều, thế nhưng ta tỷ số lượng cũng không ít, xác thực nói là so với ngươi nhiều hơn. Ngươi hiểu ý của ta không? Nếu như là ở khác địa phương, đối phó nhiều người như vậy ta đích xác có chút phiền phức. Thế nhưng ở ta thực tập địa phương, ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được ta.
cái này bên trong cầu nhỏ đến tuôn ra một đóa hoa, lớn đến trực tiếp bạo tạc, ta có thể không phải tin tưởng ngươi hết thảy phân thân đều sẽ có như vậy hảo vận khí, hơn nữa phân thân của ngươi chỉ cần có một cái thụ thương, thống khổ sẽ chuyển rời đến trên người ngươi đi. Satori một câu nói càng làm cho mấy người khiếp sợ, Naruto phân thân cái này duy nhất khuyết điểm người trên thuyền đến lúc đó đều biết, thế nhưng vì sao cái này lần đầu tiên gặp mặt người vậy mà thoáng cái liền nhìn ra một chiêu này khuyết điểm, chứng kiến mấy người ánh mắt khiếp sợ, sát lệ cảm giác đó là một loại hưởng thụ, đối với người khác tôn kính, sợ hãi hoặc là vẻ mặt sợ hãi, tại bọn họ nơi này chính là một sự hưởng thụ, sát lệ nói, thế nào, ta ở nơi này địa phương ngươi không dám công kích sao? Nói cũng đúng vậy à, nếu như ngươi không phải cẩn thận đem thuyền đánh nát, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể trong khu rừng này mặt lạc đường. Lúc đầu thần nói ngươi rất nguy hiểm, muốn cẩn thận một chút, dù sao cũng là có thể tiếp được thần nhất chiêu người, nhưng không nghĩ đến ngươi cũng chỉ có loại này trình độ, nhưng không nghĩ đến. Cái gì, ngươi muốn làm gì, coi như ngươi biết ta muốn làm gì, không có cách nào phản kích ta cũng không tin tưởng ngươi có thể tránh đi nhiều, miễn là tránh không thoát. Ta làm cái gì cũng không sao cả. Các huynh đệ, nhưng Shuriken, theo Naruto hạ lệnh, tất cả Naruto cầm trong tay Shuriken đều vứt đi ra ngoài, tiếp lấy cùng nhau kết ấn nói Shuriken ảnh phân thân thuật. Nguyên bản mấy trăm miếng trong nháy mắt biến thành mấy ngàn miếng, tiếp lấy biến thành hơn vạn miếng, Shuriken dường như mưa xối xả giống nhau bay về phía Satori, bởi Satori bây giờ là ở giữa không trung. Bốn phương tám hướng 360 độ đều nhìn về phía sát lệ. Thấy vậy Satori thật sự có chút lo lắng, nếu như chính mình gầy một ít khả năng sẽ không lưu ý những thứ này công kích, nhưng là vóc người của mình nhưng là phi thường mập, hơn nữa những người này phối hợp tốt như vậy, chính mình căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản trở những người này công kích. Bất quá cũng may tim của hắn cương nhanh chóng tìm được rồi phạm vi công kích bạc nhược đoạn, bất quá chỉ một lúc hắn đột nhiên thần tình biến đổi nói, cái gì? Như thế dày đặc công kích chỉ là hư chiêu, lẽ nào? Phong độn, thu ba trường, vô số không khí nhận trực tiếp vạch về phía sát lệ. Một lần này công kích mặc dù không như Shuriken công kích dày đặc, thế nhưng một lần này công kích lực độ cũng là lần trước mấy lần. Đang ở hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tất cả Uzumaki Naruto kêu lên, chăm Rasengan. Shuriken, thu ba trường cùng Rasengan ba chiêu cùng nhau đánh ra ngoài. Hơn nữa số lượng đều ở đây mấy trăm bên trên, mặc dù nói lực công kích cường đại, thế nhưng lần này Uzumaki Naruto phần trăm chi 70 lực lượng đều một hơi thở dùng hết. Bất quá tại dạng này một kích phía dưới, mặc dù là thần quan sát lệ, ở nơi này nhất chiêu phía dưới cũng thay đổi thành nửa chết nửa sống người. Nhìn nằm sát xuống đất Naruto, ba người lập tức vây lại, Usopp người thứ nhất nói, này, Naruto. Không có sao chứ, người cái này thể lực siêu cao quái vật tại sao không có khí lực. Đem thuyền đánh nát, chúng ta hiện tại đi như thế nào à? Liền thấy Naruto bộ dạng, Usopp Nodoka cát sĩ có điểm giật mình. Loại vẻ mặt này coi như là lần trước đối với Ác Long sử dụng chiêu đó cường đại ngay cả Ác Long lĩnh vực đều đánh thành không Rasen Shuriken sử dụng xong mà lại không có sắc mặt khó nhìn như vậy. Mà Luffy lại nhớ kỹ tinh tường. Naruto ngoại trừ trước đây lần đầu tiên tới Phu Sa thôn bên ngoài, sẽ không có xuất hiện qua cái tình huống này. Naruto nỗ lực ngồi dậy, không có gì, sông này nói khiến cho loạn như vậy thất bát tao, lúc đầu phía trước không có bao xa đường, thế nhưng nếu như ấn tốt sông này nói đi phỏng chừng phải nhiều đi rất xa, bất quá các người yên tâm đi, ta đã nghe nói hạ Going Merry mùi vị, bởi vì cùng cửu vĩ ở chung với nhau quan hệ, khứu giác của ta cũng sẽ không so với Chopper kém, đi bên này. Nói Naruto muốn đứng lên, bất quá chỉ một lúc Naruto liền ngã xuống tới. Thế nhưng bên người hắn Luffy trực tiếp tiếp nhận hắn, đưa hắn bỏ vào vác trên lưng đứng lên nói, an tâm chỉ đường đi, đường phía sau trình liền giao cho chúng ta đi, đợi tìm được Chopper ăn một viên binh lương hoàn thì tốt rồi. Ở bên kia, không nên cùng Zoro giống nhau lão đi nhầm đường. Luffy mới vừa đi mấy bước, Naruto liền lập tức nói. Mới vừa đi mấy bước, Naruto bỗng nhiên kêu lên, cái thanh âm này, không xong, mọi người đi nhanh một chút, ta mới vừa nghe được một thanh âm, là tiếng còi, trên thuyền có người thổi còi, Nami bọn họ gặp nguy hiểm, tăng thêm tốc độ. Nghe được Naruto, tất cả nhân mã càng thêm nổi lên tốc độ, nếu tiếng còi này chính là nói rõ Zoro có thể đã xảy ra nguy hiểm, ngay cả Zoro đều thua, như vậy bọn họ nhất định gặp phải nguy hiểm địch nhân. Mới vừa nếu như không phải Naruto đột nhiên bạo phát,
bọn họ cũng không khả năng dễ dàng như vậy giải quyết hết một cái thần quan. Chương 123, thần quan Sora. Để mấy người này không có nghĩ tới là, cũng bởi vì Uzumaki Naruto như vậy một động tác, ở tại Upper Yat phụ cận Sandian nhân Trung Aisa trong nháy mắt liền cảm thấy một cái thần quan bị giải quyết hết. Một cái thần quan nhưng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ Sandian nhân sức chiến đấu cùng thần sức chiến đấu cơ hồ là nằm ở song song trạng thái. Hai bên ai cũng không dám dẫn đầu phát động công kích, bởi vì ai cũng không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Dù sao thắng bại đều chỉ có năm số. Lại nói mặc dù là thắng như vậy cũng nhất định là tổn thất nặng nề. Đang không có 10 phần lòng tin tình huống bên dưới, bọn họ ai cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, bởi vì bọn họ tâm lý đều có một ít lo lắng, để ngừa đối phương nhân cơ hội hạ độc thủ. Nhưng là cái này cân bằng bởi vì mấy người bọn hắn xuất hiện bị đánh vỡ, dĩ vãng nhị cấp người phạm tội không phải là không có, thế nhưng không có một có thể cùng những thứ này thần quan đối kháng. Bất quá bọn họ không có nghĩ tới là, lúc này đây bọn họ quả thực đá vào tấm sắt rồi bên trên, bởi vì danh nhân gia nhập vào, mũ rơm đoàn hải tặc thực lực chí ít gia tăng rồi gấp đôi. Đang phi nước đại phía dưới, Luffy Naruto Nodoka cát sĩ không có gì đáng lo. Nhưng là Usopp căn bản cũng không có biện pháp vượt qua cái này ba cái biến thái. Ba người này tốc độ một cái so với một cái nhanh. Naruto là ninja, chakra bởi vì cửu vĩ rất nhanh thì khôi phục, tốc độ làm sao lại chậm. Sanji võ thuật đều ở đây chân cùng trên chân. Mà Luffy mặc dù không có tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng bằng vào cao su trái cây lực lượng, mỗi di chuyển về phía trước một lần cũng đủ để đuổi theo Naruto Nodoka cát sĩ tốc độ. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, đoàn người tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là Usopp, bởi vì hắn cái này nhân loại tương đối bình thường, căn bản 5 cây cùng mấy người bọn hắn so với. Thấy vậy Naruto bất đắc dĩ sử dụng một cái ảnh phân thân nói, Usopp, đi theo ta ảnh phân thân đi, ba người chúng ta trước hết không chờ ngươi. Usopp khóe miệng hộc nước đắng, dùng hết lực lượng cuối cùng nói, an tâm đi, lập tức ta sẽ đuổi theo. Tuy là nhìn cái này rất cao vách núi khiến người ta có chút bận tâm, thế nhưng đối với ba người này căn bản không có bất kỳ trở ngại. Naruto dưới chân hiện đầy chakra trực tiếp bò lên. Sanji mặc dù sẽ không sử dụng chakra, thế nhưng hắn tu luyện trên chân võ thuật là tối trọng yếu chính là tu luyện cân bằng. Căn bản không cần chakra, mặc dù là vách núi, thế nhưng cũng không phải lõm xuống. Hơn nữa còn là hơi có chút sườn dốc, chỉ dựa vào tốc độ cùng ổn định tính có thể. Luffy mặc dù sẽ sử dụng chakra, thế nhưng đối với cái này cái vách núi tại hắn năng lực trước mặt không đáng kể chút nào, lại nói trên người bây giờ không có cõng người, căn bản cũng không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Chỉ có Usopp một hồi cần từ từ bò, cái này một đạo đủ để cho người sợ vách núi ở mấy người dưới sự cố gắng vẻn vẹn không đến thời gian một phút, liền không hề dừng lại một chút nào xông về Going Merry chỗ ở địa phương. Tuy là bọn họ biết cái kia bầu trời kỳ thực có rất mạnh thực lực, thế nhưng bọn họ không có bất kỳ nghiệm chứng hắn tâm tư, đồng bọn của mình so với cái gì đều trọng yếu. Mà ở cách đó không xa, Ganfo cũng đang lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía thần chi tế đàn. Sandian nhân Aisa cảm giác được tình huống này lập tức liều lĩnh xông về chính mình trong doanh trại, tiến nhập tối cao nghiên cứu hội địa phương nói, Weaver, xảy ra chuyện lớn, 4 cái thần quan bên trong một cái bị đánh bại, là người làm phản, ngay trong bọn họ một cái tóc vàng lam nhãn con ngươi người. Cái này nhân loại trong cơ thể có một loại lực lượng đáng sợ, mặc dù là thần tại nơi cổ lực lượng trước mặt cũng căn bản chẳng đáng là gì. Hơn nữa mới, co cũng tới đến rồi Upper Yat, hắn mục tiêu là thần chi tế đàn sống tế phẩm, nơi đó có một cái thần quan cùng một cái thuần lộc, hắn Tô Thượng Hải phải giúp cái kia thuần lộc đối phương cái kia thần quan. Đối với Aisa đột nhiên xông vào quấy giày hội đàm, cái này Sandian nhân thủ lĩnh Weaver lúc đầu cực kỳ sinh khí. Thế nhưng nghe được Aisa lời nói nhãn thần giật mình, người làm phản. Chính là mới bầu trời đảo mấy cái hải tặc, tóc vàng lam nhãn con ngươi dường như chính là mới vừa đến không đảo thì có năng lực đối phó chính mình người kia. Bất quá những thứ này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn mới vừa nghe được một câu nói, 4 cái thần quan bị đánh bại, hơn nữa mới. Co sắp sửa đối phó một cái thần quan, như vậy nói cách khác 2 cái thần quan không cách nào xuất chạm. Cơ hội như vậy nhưng là ngàn năm một thuở, kỳ thực bọn họ chính là một mực chờ đợi đợi, không cần có 2 cái thần quan bị kiềm chế, chỉ cần có 1 cái thần quan không thể động thủ bọn họ sẽ phát động tổng công kích. Nhưng không nghĩ đến kinh hỉ phủ xuống tốt như vậy, hưng phấn Weaver đứng lên nói, cơ hội tốt ha, giống như là thiên lại nghe được cầu nguyện của chúng ta giống nhau.
muốn đánh tới tất cả thần quan, chính là bây giờ lúc này. Lập tức đối với Upper Yat phát động tổng tiến công, giúp người khi gặp nạn loại này sự tình không có bao nhiêu người sẽ đi làm, thế nhưng bỏ đá xuống giếng loại này sự tình hầu như người người đều biết làm, huống chi đối phương vẫn là cạnh mình địch nhân, lúc này không phải thừa dịp bên ngoài bệnh muốn kỳ mệnh còn chờ cái gì. Tiếp theo ở có như thế cơ hội tốt cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Người bình thường phát động chiến tranh cuối cùng sẽ tuyển trạch địch nhân thực lực yếu nhược thời điểm. Sandian người cũng đúng như vậy. Thế nhưng bọn họ duy nhất bất đồng chính là sẽ không sử dụng kế sách. Bởi vì mặc kệ sử dụng cái gì kế sách, ở biết sử dụng tâm cương thần quan trước mặt không có bất kỳ hiệu quả. Mặc dù là đối phương sẽ không sử dụng tâm cương, mình đối với phương cường lớn thực lực sử dụng kế sách cũng coi như là vô hiệu. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mặc dù là có nhiều người hơn nữa, ở một cái cường giả siêu cấp trước mặt cùng con kiến không có phân biệt. Lúc đầu bởi vì Zoro Nami cùng Robin ly khai mà cũng bị giết Chopper, ở then chốt thời điểm thổi lên cái còi đem mới. Có gọi về qua đây, đồng dạng cũng sắp xa xa đồng bọn gọi về qua đây. Nhìn gan vô cùng thiên không kỵ sĩ chiến đấu, Chopper trong lòng một trận nhiệt huyết dâng trào, lúc nào mình mới có thể có giống nhau sức chiến đấu a? Đối với mới có khả năng là một cái thần quan. Bất quá vừa lúc đó cái này thần quan sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm giác được sau đi lệ khí tức tiêu thất, lúc này mới bao lâu thời gian, sau đi lợi sức chiến đấu cùng mình hầu như chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí có thể nói nếu như không có tòa kỵ chính mình căn bản không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy bị người giải quyết hết, loại này sự tình làm sao có thể để hắn không phải kinh hãi. Thế nhưng chính là chỗ này sao khiếp sợ trong nháy mắt, bị mới. Co bắt được, trong tay phát động nhất chiêu cùng sau đi lợi một dạng công kích, nhất chiêu đem thần quan Sora đánh bay, bất quá thần quan Sora dường như đã thành thói quen loại này công kích, ngoại trừ sắc mặt hơi chút trở nên kém một điểm, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa. Bất quá bởi vì, này một lần công kích, Sora lại hoàn toàn nổi giận, đối phương là đời trước thần, nhưng đời trước dù sao cũng là đời trước, đã là lỗi thời người, hơn nữa tuổi tác của hắn đã phi thường đánh. Nếu như bị tên gia hỏa như vậy đánh bại, như vậy hắn nhưng chỉ có ném đại nhân. Loại này sự tình nhưng là tuyệt đối không thể phát sinh. Bất quá lại nói tiếp, người này dù sao cũng là lần trước thần, mình rốt cuộc thiếu xem nhẹ người này. Nghĩ tới đây Sora bên sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, thường chi thí luyện, không bao lâu cái này lão gia hỏa đã bị Sora đánh tới. Nhìn tới cứu mình nhân bị đánh đến, thậm chí còn có khả năng lúc đó tử vong, Chopper cũng không nhịn được nữa. Mặc dù mình là trái ác quỷ năng lực giả, mình cũng muốn xuống phía dưới cứu hắn. Không mèo có thể hay không cứu đi lên mình cũng phải cố gắng. Chính mình không muốn làm mềm yếu nam nhân. Trước đây tự lựa chọn đi tới nơi này chiến thuyền trên thuyền hải tặc đã là vì làm một cái vĩ đại nam tử Hán. Nếu như ngay cả loại này sự tình cũng không có cách nào làm được nói, như vậy chính mình làm sao còn khi người đàn ông Hán. Chứng kiến Chopper cử động, Sora nói, ngươi là động vật hệ đi, muốn làm nam tử Hán. Thế nhưng như ngươi vậy cách làm thực sự là một quyết định ngu xuẩn. Bất quá lại nói tiếp từ một người phương diện mà nói, ngươi làm như vậy cũng không tệ, chí ít có thể lấy là chết chìm mà chết, dù sao cũng hơn bị ta hành hạ giết chết muốn tốt hơn nhiều. Chúng ta thần quan tâm nhưng là rất hiền lành, ngươi liền an tâm đi chết đi. Hắn chết hay không không phải do ngươi tới quyết định. Vừa lúc đó ba cái thân ảnh thoáng hiện lên, một cái nhảy vào trong nước đi cứu Ganfo, mới vừa ở trong rừng bọn họ đã thấy mới. Có chiến đấu, mà Naruto bởi vì có thể ở trên mặt nước bước đi cho nên trực tiếp đi tới tiếp nhận Chopper nói, Chopper, nam tử hắn cũng không đại biểu lỗ mãng, làm mình có thể làm sự tình hoặc có lẽ là dám làm người khác không làm được sự tình có thể nói là nam tử hắn, không thể làm được sự tình liều mạng đi làm cũng có thể nói là nam tử hắn, thế nhưng làm tuyệt đối không thể nào làm được sự tình vậy coi như là lỗ mãng mà không phải nam tử hắn, người và Luffy Robin thì có một gian tuyệt đối không làm được sự tình. Đó chính là tuyệt đối không thể vào đến trong nước, bất kể là ở cái gì tình huống bên dưới đều tuyệt đối không thể tiến vào trong nước, hiểu chưa? Naruto, nhìn thấy Naruto Luffy Nodoka cắt xuất hiện, Chopper rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, mặc dù nói hắn rất muốn làm một người đàn ông tử Hán, thế nhưng xét đến cùng chỉ là một hài tử, cùng đại chuyện sẽ phải sợ. Mặc dù là sông, thế nhưng bờ sông bên trong tế đàn khoảng cách cũng không tính xa. Luffy lập tức liền nhảy qua đây, tiếp lấy mấy cái lắc mình đi tới trên cao, nhìn trên bầu trời thần quan Sora nói, người này, cũng dám thương tổn đồng bạn của ta nhất định phải đưa ngươi đánh bay.
Nhìn xuất hiện ba người, Sora sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Chương 124, Luffy vs Sora. Sau đi lợi bị đánh ngã sự tình hắn biết, thế nhưng sau đi lợi cầu chi thực tập địa phương cách nơi này là xa nhất địa phương, thế nhưng bọn họ lại có thể nhanh như vậy chạy tới, nhưng lại vô ích thuyền, bọn người kia cùng với càng triệt để hơn phá hủy quy tắc của trò chơi, hơn nữa lại vẫn dám không nhìn hắn. Thần hủy diệt chỉ định quy tắc người chết tiệt, lúc đầu hắn còn dự định trước giải quyết hết cái này sau đó hoặc là đi giải quyết phải tới Sandian người, hoặc là đi tìm khác vài cái tế phẩm, nhưng không nghĩ đến, mấy cái này phải tiếp nhận khảo nghiệm người đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện tại nơi đây, bất kể, trước đem mấy người này giết chết, ngược lại cho tới bây giờ phạm vào ngũ cấp ở trên tội phạm người không có lấy càng có khả năng sống, những người này chết cũng không có cái gì vấn đề, bất qua đối phương nếu có thể đánh thắng sau đi lợi, như vậy thực lực của bọn họ nhất định sẽ không kém, chính mình cần cẩn thận một chút, thế nhưng bọn họ mới vừa chạy gấp đường xa như vậy, trạng thái cũng không phải quá tốt, cho nên bây giờ là giết bọn họ thời cơ tốt nhất, giết chết thần quan, đã đạt đến nhất cấp tội. Nghĩ tới đây Sora cười nói, các ngươi chắc là bốn người đi, thế nhưng hiện tại chỉ có ba cái, các ngươi từ bỏ đồng bạn. Sau đi lợi đã không có bất kỳ cảm giác gì, chính là nói rõ đã chết, giết chết thần quan đồng thời quang đi đồng bọn, tội của các ngươi đã tạo thành thiên cấp phạm tội, các ngươi phải tiếp nhận là, hẳn phải chết còn thống khổ hơn hình pháp, liền do ta thần quan Sora cùng ta đồng bọn cơ phu để giải quyết rơi các ngươi. Mới vừa các ngươi lựa chọn là cầu chi thí luyện đi, mà ta thì là thường chi thí luyện. Vừa nói, một bên buông lỏng tránh ra Luffy một quyền, nói, làm sao? Mới vừa cùng sau đi lợi chiến đấu thời điểm, cái tên kia không có sử dụng tâm cương sao? Không cần phải, giật mình như thế đi, trải qua tu luyện qua làm bọn chúng ta đây, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói một thương đâm về phía Luffy. Chopper nhìn cùng Sora chiến đấu Luffy lập tức kêu lên, Luffy, cái tên đó thương có thể phun lửa, lòng bàn chân hắn hạ cưỡi con chim kia cũng có thể phun lửa. Như vậy à, trách không được Going Merry sẽ biến thành cái dạng này. Lại dám đả thương hại ta đồng bọn, đón lấy đi. Co duỗi tự nhiên, cao su súng máy. Đã biết đối phương phương thức công kích, Luffy sẽ không cần do dự trực tiếp động thủ, cuộc chiến đấu này không thể để cho Naruto ra sân. Naruto lực công kích là phong thuộc tính, đã từng cửu vĩ nói qua, chính mình hỏa thuộc tính là khắc chế Naruto phong thuộc tính, cùng hỏa thuộc tính người chiến đấu nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trừ phi là cao hơn người vài lần khả năng chiến thắng khắc chế chính mình thuộc tính người, lại nói tiếp hỏa thuộc tính đối với phong thuộc tính khắc chế kỳ thực so với thủy thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính cũng biết còn lợi hại hơn. Thế nhưng thần quan Sora cũng không có với hắn quá đáng chiến đấu. Ngược lại thì bay đến trên bầu trời nói, ngươi muốn đối phó ta sao? Bởi vì ta phá hủy thuyền của các ngươi, còn làm thương tổn đồng bạn của ngươi, không cho ta phá hư thuyền của ngươi cũng không cho ta thương tổn ngươi đồng bọn. Ngươi và con kia thuần lộc đến lúc đó không sai biệt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi là dạng gì thực lực, tới bảo vệ thuyền của ngươi cùng đồng bạn của ngươi, đương nhiên còn ngươi nữa thực lực. Cơ phu, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn tỏa kỵ nghe lệnh lập tức phát động công kích, mặc dù Luffy tay có thể đưa dài, thế nhưng tốc độ kia mặc dù là ở nhanh làm sao có thể mau quá có thể phi hành chim. Hơn nữa mặc dù nói Luffy là hỏa thuộc tính người, thế nhưng tối đa chính là hỏa thuộc tính công kích thương tổn giảm bớt. Căn bản là không có cách không nhìn, dù sao hắn không phải ăn trái ác quỷ hỏa quyền ấy, có thể không lọt vào mắt hỏa công kích. Chứng kiến chính mình tổng cộng hoàn toàn ở đối phương như đã đoán trước. Người kia cùng tỏa kỵ rõ ràng cho thấy tâm ý tương thông, chính mình công kích còn chưa tới, con chim kia cũng đã tránh ra chính mình bên trong phạm vi công kích, đối mặt người như vậy Luffy dường như cũng chỉ có thể chịu đòn. Naruto dạy nhẫn thuật có thể ở trên mặt nước bước đi nhưng bởi vì là năng lực trái ác quỷ giả chính mình không đi được, mà trên vách tường chính mình lại đi, bất quá cái này không trung mình quả thật không cách nào hành tẩu. Bất quá lúc này Luffy chứng kiến xa xa trên không trung không nhúc nhích nổi Pierre, cái tên kia rõ ràng cho thấy không động được. Thấy như vậy một màn Luffy chợt lách người đến rồi trên người hắn nói, này, Pierre, đi nhanh một chút, miễn là để cho ta tiếp cận cái tên kia, ta nhất định có thể đem hắn đánh bay, uy, ngươi làm gì thế ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, nhanh một chút di chuyển a. Phía dưới Sanji cứu thượng thiên không kỵ sĩ sau đó, cho hắn ăn một viên binh lương hoàn, lại cho Chopper ăn một viên, còn có một khỏa nghiền thành mặt đắp đến rồi Chopper trên người, chứng kiến trên thuyền cháy. Ba người lập tức mang thiên không kỵ sĩ muốn đi dập tắt lửa. Lúc này Chopper nghe được Pierre kêu to. Chopper nói, Luffy,
hắn bị sợi dây khốn trụ, dùng hỏa có thể mang sợi dây đốt gãy. Lục soát cát, nghe được Chopper, Luffy lập tức hướng về phía Pierre phun ra hỏa diễm, có thể trọng tân phi được Pierre lập tức phối hợp Luffy cùng Sura tiến hành chiến đấu. Trên thuyền hỏa diễm mặc dù lớn, thế nhưng ở Naruto ảnh phân thân phía dưới, không có phi bao nhiêu tinh thần đã đem nổi giận chí kỳ tiêu diệt. Nhìn chiếc này đã có rõ ràng phá nát dấu vết thuyền, những người này rất là đau lòng, bồi bạn lâu như vậy thuyền, xem ra Going Merry đã có chút mệt mỏi. Không chung Luffy đang cùng Sura đối địch rõ ràng cũng không quá chiếm ưu thế, đầu tiên mà nói đối phương có sử dụng nhọn vũ khí, vừa vặn có thể khắc chế Luffy năng lực, đối phương tòa kỵ so với Luffy hiện tại cưỡi một cái này lớn chừng gấp 2, lực công kích cũng so với hắn dưới chân một cái này mạnh, mặc dù nói tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì Luffy là lần đầu tiên kỵ chim, nếu như không phải dựa chakra ngay cả nhất cơ bản đứng vững cũng không có cách nào. Lần đầu tiên ở chim bên trên chiến đấu, đối phương vẫn là đã chân chính kỵ sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ khí hoàn toàn vượt qua Luffy. Luffy căn bản khó có thể chiến thắng, hơn nữa đối phương còn cố ý cương, Luffy tình huống vô cùng không ổn. Mà phía dưới người muốn trợ giúp cũng không có biện pháp, lúc này Naruto thực sự muốn có một con thuộc về mình tỏa kỵ chim. Thế nhưng bọn họ nghĩ đến, hắn rất nhanh thì có. Mà lúc này bên kia thấy nét mặt đều nhìn chằm chằm đầu lâu cành cây, Usopp chặt chẽ ôm lấy Naruto phân thân, trước mắt tràng cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị, nếu có một cái hai cái nói, Usopp có thể sẽ không thèm để ý, thế nhưng số lượng nhiều như vậy để Usopp thực sự cực kỳ sợ, đừng nói là Usopp, coi như là một cái gan lớn một chút người thấy như vậy một màn cũng sẽ có một ít sợ. Bất qua đối với Naruto mà nói những thứ này đến lúc đó không có gì đáng lo. Nhìn vẫn ôm cùng với chính mình Usopp, Naruto nói, này, ngươi có thể đi, loại này trận thế ngươi liền sợ. Bọn họ cũng sẽ không di chuyển. Nếu quả như thật sợ chúng ta cũng nhanh chút trở về trên thuyền. Luffy Sanji cùng bản thể đã trở lại trên thuyền. Nếu như ngươi nếu là tốc độ rất nhanh hiện tại cũng đã đến rồi. Ta có thể với các ngươi những quái vật này so với sao? Nghe được Naruto, Usopp hét lớn, ta chỉ bất quá là một người bình thường, không đúng, thậm chí so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn, làm sao có thể so hơn được với người nhóm ba người tốc độ, thật là. Chúng ta tốt nhất nhanh một chút, ở thuyền bên người có một thần quan, bởi vì cưỡi đại điểu, hiện tại chúng ta đang ở gặp phải phiền phức. Hiện tại Luffy đang cùng hắn chiến đấu, bởi vì là ở trên trời, chúng ta căn bản không có biện pháp nhúng tay, ngươi là tay súng bắn tỉa. Đến nơi đó bao nhiêu có thể giúp đỡ điểm mau lên. Naruto híp con mắt nói, cái tên đó xác thực quá mạnh, ngay cả thiên không kỵ sĩ mới co đều bị đánh tới. Ghê tởm nhất chính là, cái tên kia dĩ nhiên tại phá hư Going Merry. Phá hư Going Merry, Uzumaki Naruto lời nói vẫn chưa nói xong, Usopp liền hét lớn, ghê tởm thần quan, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong nhanh chóng hướng Uzumaki Naruto đi phương hướng chạy đi, tốc độ kia coi như là Naruto đều cảm giác được thẹn thùng, bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, đây chính là sức mạnh của ái tình, có thể cho một người bình thường trong nháy mắt trở thành một đại cao thủ. Bất quá đi chưa được mấy bước, đột nhiên Usopp trước mặt nổ tung, để Naruto thần sắc biến đổi, bất quá hoàn hảo Usopp vận khí rất tốt, chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, từ phát sinh đạn đại bác phương hướng nhìn lại. Mấy người thân ảnh xuất hiện nơi đó chứng kiến Usopp cùng Naruto sau đó lập tức phát động công kích, một pháo hướng về phía hai người đánh liền qua đây, thấy vậy Uzumaki Naruto trên người lập tức bạo phát ra màu da cam lực lượng, trong nháy mắt chặn cái kia đạn pháo. Nếu như không có Usopp lời nói cái căn bản không cần khiến cho dụng cửu đuôi lực lượng, thế nhưng vì bảo trụ Usopp nhất định phải khiến cho dụng cửu đuôi lực lượng, chứng kiến Naruto xuất hiện lực lượng để mấy người run lên. Cái này lực lượng là trái ác quỷ tự nhiên hệ sao? Bất quá khi chứng kiến Naruto đem chakra vây quanh đến trên người về sau, dáng vẻ lại rõ ràng giống như là một con hồ ly, chẳng lẽ là so với tự nhiên hệ còn hiếm hoi huyễn thú hệ sao? Chứng kiến mấy người Naruto nói, này, ngươi người này, các ngươi là thần quan sao? Dĩ nhiên so với sát lệ còn muốn kém cỏi, làm sao, muốn động thủ ấy ư, coi như ta hiện tại chỉ là một phân thân. Chỉ cần có thể mượn dụng cửu đuôi lực lượng cũng có thể đánh thắng hắn. Naruto ngươi xem, cái tên kia chính là chúng ta vừa mới lên không đảo tập kích người của chúng ta. Chứng kiến người của đối phương, Usopp lập tức nhận ra liễu đảo, bởi vì hắn thấy được trên thân người kia bị Uzumaki Naruto đánh trúng vết thương.
Chương 125, quá độ. Này, người này muốn chết à, muốn đánh lộn lời nói qua đây, phía trước ta sẽ không thoải mái ngươi, muốn không phải là bởi vì ngay từ đầu chúng ta không có thích ứng không đảo không khí hô hấp, ngươi căn bản không có năng lực theo chúng ta làm đối thủ. Nhìn cái gì vậy, ngươi có gan cứ tới đây, ta cho ngươi đi địa ngục cùng cái kia thần quan gặp mặt. Nói đi, ngươi là cái kia thần quan, thiết vẫn là chiều. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi thí luyện có cái gì cùng lắm thì. Nghe được Usopp gọi ra thân phận của đối phương, Naruto liền càng là phẫn nộ, chính là người này ở nơi này đoàn người mới vừa đến không đảo về sau tự ra tay đả thương người. Lúc đó nếu như không phải thiên không kỵ sĩ đúng lúc chạy tới, sợ rằng đám người bọn họ liền muốn mệnh tang ở cái kia địa phương. Nghĩ tới đây liền cảm giác tức do tâm sinh, mặc dù mình là một cái ảnh phân thân, mình cũng muốn hảo hảo giáo huấn người này một trận. Mà Weaver cũng không có quá mức lưu ý Usopp nhận ra thân phận của hắn, cũng không có phẫn nộ Uzumaki Naruto đối với mình kêu la. Thế nhưng để hắn kinh tâm chính là Uzumaki Naruto dĩ nhiên nói hắn mượn dụng cửu đuôi lực lượng có thể bằng vào một cái phân thân đánh thắng chính mình. Bằng vào tâm cương hắn đương nhiên biết phân thân là có ý gì, bất quá người này có thể đánh thắng một cái thần quan sao. Tóc vàng không sai, nhưng là lam nhãn con ngươi. Này đôi con mắt rõ ràng cho thấy màu đỏ. Aisa không có khả năng lừa gạt mình, lòng của nàng cương cũng tuyệt đối không có khả năng sai, lẽ nào không phải hắn sao? Không đúng, bọn họ trên thuyền một cái khác mái tóc màu vàng óng tựa hồ là hắc con mắt, bất quá hiện tại dường như không phải muốn những thứ này đồ đạc thời điểm, nói, là ngươi nhóm vài cái sao? Ở SKYPIEA quấy rối Lam Hải người, nếu như còn muốn mạng sống, thành thành thật thật chạy trở về Lam Hải đi, nếu như các ngươi dám đánh hòn đảo này chú ý. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ cho các ngươi cùng Ino cùng nhau xuống địa ngục. Đừng tưởng rằng đánh thắng một cái thần quan liền coi chính mình biết bao rất giỏi. Ở chúng ta Sandian trong bộ lạc, có thể đánh tới thần quan người, có thể không phải ở số ít. Hơn nữa đừng tưởng rằng thần quan thực lực mạnh bao nhiêu, ở thần trước mặt. Thực lực của hắn căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nói xong xoay người ly khai. Nghe được đối phương kiêu ngạo thoại ngữ, Naruto thực sự rất giống cùng hắn đánh một trận, bất quá lại bị Usopp chặt chẽ kéo, bởi vì, này đánh một trận có thể không đánh liền tận lực không đánh, đối phương địch nhân là thần, cạnh mình địch nhân cũng là thần, đã biết phương cùng đối phương mặc kệ có thể hay không hợp tác đều muốn tận khả năng không trở thành địch nhân, chỉ có thần nhất phương địch nhân là được rồi, nếu như hơn nữa những thứ này không giải thích được địch nhân hắn thì càng là không chịu nổi. Nhìn Usopp, Naruto biểu tình phi thường phức tạp. Người này bình thường thường cản trở, lần trước đang đối mặt Bonkurei thời điểm hắn dĩ nhiên để cho mình một người động thủ, nếu như không phải người này ở then chốt thời điểm đáng giá tín nhiệm, đồng thời có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bọn, hơn nữa đánh lén chuẩn, đồng thời còn giúp trợ Nami luyện chế thời tiết bồng, mình tuyệt đối muốn đem hắn đuổi thuyền. Bất quá Naruto cũng biết, cùng hắn đánh một trận cố nhiên là thống khoái, nếu như mình thắng coi như... Thế nhưng nếu như mình không phải cẩn thận bị thương tổn tới, như vậy Usopp cũng chỉ có thể một người, hắn chính là không có Naruto mạnh như vậy khứu giác, hơn nữa hắn cũng không biết lộ trình, duy nhất một tấm bản đồ vẫn là hơn 200 năm trước, cho nên hắn căn bản là không cách nào tìm được, cứ việc nói có chút sinh Usopp khí, thế nhưng còn không đến mức đến đối với hắn sinh tử liều mạng, chứng kiến chậm rãi rời đi người, Naruto nói Usopp, hay là ta tới cõng lấy ngươi tốt ha. Nếu như dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ đi xuống, phỏng chừng rất có thể bầu trời tối đen cũng đi không đến. Còn có trọng yếu nhất, Luffy hiện tại đang cùng cái kia thần quan chiến đấu, ta công kích không có cách nào chuẩn xác như vậy, xem ngươi rồi. Usopp cũng không có cự tuyệt, hắn biết mình làm được cái gì không làm được cái gì, hiện tại là tối trọng yếu chính là nhanh lên một chút trở lại đồng bạn bên người, nếu không Luffy có thể thật sự có nguy hiểm, nếu có chỉ có chính mình mới có thể làm được sự tình. Chính mình sẽ không chút do dự đi làm. Dù cho thật sự có nguy hiểm, mình cũng muốn nhắm mắt lại. Mà Weaver sở dĩ bất hòa Naruto chiến đấu cũng có cái này phản diện nguyên nhân. Hắn biết Uzumaki Naruto bọn họ đang ở đi tìm đồng bọn của bọn hắn. Những người này bây giờ là ở thần trong thực tập. Miễn là bọn họ đến tế đàn có thể ly khai. Hơn nữa dường như người của bọn họ đang cùng một cái thần quan làm chiến đấu. Hơn nữa bọn họ là tối trọng yếu mục tiêu là đánh tới thần Anil. Không thể lãng phí sức lực ở chỗ này, dù sao đối phương là một cái có thể đánh tới thần quan người. Hơn nữa mới vừa Naruto chính là trực tiếp chiếm tự Usopp trước mặt, rất rõ ràng là ở bảo hộ hắn.
nếu không phỏng chừng đã sớm động thủ. Hoặc là để bọn họ tới dây dưa một cái thần quan, hoặc là để bọn họ gia nhập vào cái này loạn cục, sự lựa chọn này đề không cần suy nghĩ đều biết đáp án. Cùng thần quan chiến đấu Lắp Phi rõ ràng ở thế yếu, trên người đã chín không ít đả thương, Naruto cũng không dám tùy tiện công kích, lại nói hắn cũng nhảy không được cao như vậy, mặc dù là nhảy tới, bình cái kia hai con chim tốc độ mình cũng căn bản đuổi không kịp. Trên bầu trời, nhìn không ngừng thở hổn hển Lắp Phi, Sora nói, này, tiểu tử, làm sao vậy? Thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Nếu như là như vậy nói ngươi nhưng đánh không thắng ta nha. Ta còn thực sự là kỳ quái, cái kia sát lệ sẽ không thật là một người ngu ngốc đi, đã vậy còn quá nhanh đã bị các ngươi giết đi, bằng lực chiến đấu của ngươi ngay cả nhất mao đều không gặp được ta, chỉ các ngươi như vậy bốn người lại có thể thắng, lại có lá gan tới không đảo, lại vẫn thành công, quả nhiên là thế giới to lớn không thiếu cái lạ a. Để ăn mừng các ngươi thành công, ta chuẩn bị đem ngươi sao cùng các ngươi thuyền cùng nhau hỏa táng. Nghe được Sora lời nói, người ở chỗ này một trận phẫn nộ, nhất là Naruto. Trên người mọc lên màu da cam lực lượng, đưa hắn thân thể bao vây lại, Ichimi trạng thái hắn lắc mình liền nhảy tới không trung, muốn giáo huấn cái này dám vũ nhục mũ rơm đoàn hải tặc nhân. Chẳng lẽ muốn cùng hắn một trọi một quyết đấu sao? Đùa gì thế, đối phương là kỵ sĩ, cạnh mình cũng không có một cái kỵ sĩ, mà là hải tặc không có nhiều như vậy kỵ sĩ tinh thần, chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ là được rồi. Naruto động tác để Sora sững sờ. Bất quá hắn tâm cương vẫn là có thể cảm ứng được Naruto, mặc dù nói Naruto tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, thế nhưng hắn vẫn có thể phản ánh tới. Đối mặt danh nhân một quyền, tay phải nhẹ nhàng duỗi một cái liền cản lại, như vậy sự tình để xem cuộc chiến tất cả mọi người ngẩn người ra đó. Naruto cửu vĩ dưới trạng thái một quyền coi như là cương thiết đều có thể đánh biến hình, coi như là cái này thần quan thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng bất luận cái gì sự tình cũng không có. Naruto một quyền dường như đánh tới không khí bên trên giống nhau, không phục Naruto có việc một quyền nhất vĩ ba thế nhưng không chút nào bất cứ hiệu quả nào. Bất quá chỉ một lúc, Sora hướng về phía Naruto ngực nhẹ nhàng vỗ, Naruto lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Đụng ngã hai khỏa đại thụ mới ngừng lại được, mặc dù có cựu vị áo khoác trợ giúp, thế nhưng Naruto như trước cảm giác ngực dị thường đau đớn, khiến cho dụng cựu vĩ dĩ nhiên thất lợi. Loại này sự tình chỉ có ban đầu ở đối mặt mắt ưng thời điểm mới xuất hiện qua sự tình, đối phương đến cùng làm cái gì sự tình? Tại sao phải phát sinh loại tình huống này? Chẳng lẽ nói thực lực của người này đã cường đại đến loại tình trạng này? Mới vừa cái kia thần quan thật là yếu nhất một cái sao? Cái này nhân loại có thể chẳng qua là một cái thần quan, ngay cả thực lực của hắn đều mạnh như vậy, khó khăn như vậy lấy tưởng tượng chân chính thần thực lực hồi sự biết bao cường hãn. Bất quá bọn họ không biết sự tình, Sora lúc này đó mới là giật mình nhất người, bởi vì hắn trong tay để Impact Dial, lúc trước trong tu hành năng lượng tất cả đều dùng hết, hắn chuẩn bị gần nhất đi dự trữ một cái, thế nhưng không nghĩ tới mới vừa Naruto ba cái công kích dĩ nhiên để cho mình trong tay Impact Dial suýt nữa bị năng lượng căng bạo, mới vừa công kích được cuối cùng rất mạnh, ngay cả Impact Dial hầu như đều không chịu nhận ở, mới vừa hắn lập tức a nhưng là phóng ra rất nhiều lực lượng. Nếu không trùng kích bị rất có thể sẽ nổ tung, Impact Dial nổ tung năng lượng mạnh coi như là hắn cũng không dám đơn giản thể nghiệm, cái kia uy lực nhưng là hết sức kinh khủng. Cho nên, hắn phải phát rơi đại lượng năng lượng. Còn có một cái sự tình để Sora buồn rầu, đó chính là Sandian người đã tấn công, nếu như lại tiếp tục cùng bọn họ hao tổn nói, nếu như bị Sandian người phát hiện, bọn họ và Sandian người liên thủ, vậy cũng thực sự không phải một cái tốt sự tình, mà ở lúc này, Naruto phân thân mang theo Usopp tới, Zoro Robin cùng Nami cũng tới, trên thuyền 8 người đã đến đông đủ, hơn nữa thiên không kỵ sĩ mới. Co đã không sai biệt lắm muốn đã tỉnh lại nếu như mới. Co tỉnh lại tuyệt đối sẽ không giúp mình, Ganfo khiên chế trụ chính mình tòa kỵ, tự mình một người tuyệt đối không phải 8 người này đối thủ, nghĩ tới đây nói, không nghĩ tới a, các ngươi lại có thể đi qua khảo nghiệm, nhiều năm như vậy các ngươi vẫn là người thứ nhất đi qua khảo nghiệm. Rời đi nơi này đi, từ hiện tại bắt đầu các ngươi chính là phổ thông ngắm cảnh du ngoạn khách, nhớ kỹ, không muốn ở phạm tội. Nói xong xoay người ly khai, chính mình không có thời gian ở chỗ này hao, Sandian nhân tiến công, chính mình phải tham dự, so với những người này Sandian người bọn người kia càng là cái đinh trong mắt, hơn nữa hắn lo lắng Naruto có ở đây không cố hết thảy đánh tới, cái này nhân loại, quả nhiên chỉ có thần tự mình động thủ lần A có thể giải quyết hắn A.
Chương 126. Naruto xuất hiện tình huống để Nami cùng Luffy nóng nảy dị thường. Luffy có thể cưỡi đại điểu đi qua, thế nhưng Nami không có cái này năng lực, lập tức nhảy xuống nước bơi đi qua, còn như không xa thì hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì mới vừa Sanji hạ thủy cứu thiên không kỵ sĩ mới. Có thời điểm đã đem tất cả không xa toàn bộ đều đá bất tỉnh, chứng kiến Nami cửa ải thứ nhất lòng không phải là mình, Sanji trong lòng dị thường uể oải, bất quá càng làm hắn hơn chán nản là, không ngừng Nami quan tâm hắn, ngay cả Robin đều quan tâm hắn. Robin trực tiếp trên tàng cây biến ra một cái tay cầu, từ phía trên chạy trốn đi qua, của nàng mục tiêu rõ ràng cũng là Uzumaki Naruto, dựa vào cái gì a? Hắn không phải là tư lịch so với chính mình lão chút, địa vị cao hơn chính mình chút, tiền so với chính mình thật nhiều, sức chiến đấu mạnh hơn chính mình chút, sức ăn lớn hơn mình chút, chiêu số so với chính mình cổ quái một ít, còn có cái kia một điểm hơn được chính mình, hắn có ta đẹp trai không? Hắn có ta làm cơm ăn ngon không? Hắn có ta lãng mạn sao? Hắn có ta biết quan tâm người sao? Hắn có ta sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt sao? Hắn có ta trí tuệ cao sao? Tổng thể lại nói tiếp chính mình so với hắn ưu tú có thể không phải nhỏ tí tẹo, vì sao hai cái mỹ nữ quan tâm đều là hắn mà không phải là mình đâu? Nami còn chưa tính, Robin tiểu thư, vì sao a? Cũng may Uzumaki Naruto thể lực kinh người, hơn nữa có cựu vị áo khoác bảo hộ cũng không lo ngại. Người này thực lực rõ ràng vượt lên trước sát lệ rất nhiều. Sát lệ như quả không phải là bởi vì quá mức dựa vào hoàn cảnh hơn nữa quá mức xem nhẹ Naruto Luffy đoàn người. Cũng sẽ không thua thảm như vậy, mà cá nhân căn bản không cần phải mượn hoàn cảnh chung quanh. Lực chiến đấu của hắn so sánh với sát lệ còn kinh khủng hơn. Hơn nữa ngồi xuống một con đại điểu càng là như hổ thêm cánh. Nếu như nói Naruto cũng có một con có thể bay được đại điểu, như vậy cũng sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng chiến đấu chân chính không có nếu như. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, thắng ngươi liền còn sống, thua ngươi sẽ chết. Nếu như không phải Zoro bọn họ đúng lúc chạy tới, Naruto thật sự có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhìn thấy Naruto không có việc gì, Nami liền tùng một ngụm khí đạo, thật tốt quá, Naruto, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, mới vừa thực sự là sợ hãi ta. Nghe được Nami quan tâm, Naruto trong lòng ấm áp, vừa mới nghĩ nói cái gì cảm khái nói. Nami nhân tiện nói, nếu như ngươi ngã xuống, như vậy ai tới giúp ta kiếm tiền a? Nói cho ngươi biết, hòn đảo này nhưng là một cái to lớn bảo khố, nhất định phải giúp ta đem trên đảo hết thảy bảo tàng đều dọn đi. Ta bất kể ngươi là dùng phương pháp gì, hiện tại tuy là tiền của chúng ta không ít, thế nhưng vì sau này đi, sửa thuyền, công cụ còn có các loại các dạng chi phí. Quan trọng nhất là ngươi và lắp phí thức ăn, nhất định phải có nhiều hơn tiền, miễn là làm xong một phiếu này. Chúng ta về sau cũng không cần nhịn ăn nhịn xài, chính là ban cho hải tặc, ngươi hiểu chưa? Tuy là Nami tự cho là đúng dùng quan tâm cùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Naruto, thế nhưng Naruto từ Nami trong mắt nhưng không có chứng kiến hai thứ đồ này, hắn thấy chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là Bailey. Trở lại trên thuyền thời điểm, bởi vì một chút xíu tiểu sự tình lại muốn ra mâu thuẫn, mặc dù không có không xa, nhưng là bởi vì thuyền bị Naruto đánh hư. Để Nami bơi xa như vậy Naruto cũng không quá nguyện ý, cho nên liền chuẩn bị ôm Nami đi qua, dù sao ai có thể cam đoan không có xa xa không xa lội tới, thế nhưng Robin là năng lực trái ác quỷ giả, cũng không có a. Phát đến trung gian địa phương đi, để Usopp cõng sao. Coi như hết, Usopp cái kia thể trạng phỏng chừng Robin ngồi vào trên người hắn về sau hắn động liên tục thủ động không được, cho nên chỉ có thể để Naruto ôm. Tuy là Naruto hy vọng Sanji cùng Zoro tới trợ giúp, thế nhưng Zoro mặc kệ, Sanji đến lúc đó nguyện ý, nhưng là Robin cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn đem hai chân dính vào trong nước làm ướt, Sanji cũng sẽ không bơi đứng, cuối cùng chỉ có thể Naruto ôm hai nữ nhân cùng đi đến rồi giữa sông gian. Nhìn Naruto đem hai nàng ôm ở trên cánh tay, vùi đầu ở tại hai nàng bắp đùi ở chỗ sâu trong cánh tay ôm tay nữ nhân đương nhiên muốn mình lấy bầy đặt Sanji cắn cùng với chính mình y phục kém chút bị cắn hỏng. Vậy còn luôn cảm giác chính mình nhưng là liên tưởng cũng không có nghĩ tới. Thư thái như vậy cảm giác Naruto dĩ nhiên gương mặt khổ bê tương. Sanji thật muốn cho người này đi lên một trận. Cái loại này khiến người chìm đắm cảm giác nếu như có thể chính mình tình nguyện cả đời ôm hai nàng. Thế nhưng người này dáng vẻ thực sự là đường để cho mình khí không đánh vừa ra tới. Ghê tởm. Vì sao mình không thể học tập nhẫn thuật, vì sao chính mình liền không thể lại thủy thượng bước đi, vì sao ở thủy thượng bước đi có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy, thiên lý bất công a.
Sớm muộn gì có một ngày, mình nhất định muốn học được, không có nhân giáo chính mình liền tự học, nhất định phải học được so với Naruto đẹp trai hơn bước đi phương thức. Luffy không để ý đến Naruto gia đình việc vặt, mà là đi tới thiên không kỵ sĩ trước mặt nói, thiên không kỵ sĩ, thực sự là cảm tạ ngươi, cũng bởi vì chạm canh gác một tiếng duyên cớ, sẽ tới đây bên trong liều mạng chiến đấu. Ít nhiều ngươi, Chopper và xinh đẹp tốt mới có thể không có việc gì. Không phải, lão phu hẳn là cảm tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi đúng lúc chạy tới, ta khả năng cũng đã táng thân đáy biển. Mới, có lễ phép nói, bất quá thật đúng là kỳ quái a, các ngươi thuốc thật đúng là rất tốt, trên người ta tổn thương lúc đầu chưa được mấy ngày thời gian là không có khả năng hảo, thế nhưng không nghĩ tới dùng các ngươi thuốc về sau đã vậy còn quá nhanh thì tốt rồi. Các ngươi thuốc là thuốc gì a? Tại sao có thể có như thế hiệu quả tốt, xem ra bác sĩ bản lĩnh hẳn rất được rồi. Hỗn đàn, coi như ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cao hứng. Nghe được mới, co, Chopper trở xuống đang trở nên nhăn nhó, bị ân nhân cứu mạng của mình tán thưởng loại này sự tình nhưng là vô cùng đáng giá cao hứng đấy. Thế vậy, mới, co nói, đây rốt cuộc là thuốc gì, cũng không thể được. Không được, không nên đánh loại thuốc này chủ ý. Nami cắt đứt mới, có lời nói, loại thuốc này phương thuốc chỉ có ta lão công cùng Chopper trên người mới có, muốn biết tuyệt đối không thể nói cho ngươi biết. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ mua ta ngược lại thật ra có thể bán cho ngươi một ít, bởi vì ngươi cứu Chopper, những thuốc này liền tiện nghi một ít mua cho ngươi tốt ha. Loại thuốc này nhưng là có thể ở lúc mấu chốt bảo trụ một mạng thuốc, hiện tại tình hữu nghị giá cả 100 ức Akers Doru một viên, bất quá xin trả Thanh Hải Bailey 1 triệu một cái. Phải đạo nhất cá nhân sinh mệnh cũng không chỉ là cái giá tiền này nha. Là xem ở ngươi cứu Chopper mặt trên mới, chỉ có bán cho ngươi, nếu không. Then chốt thời điểm vật này nhưng là có thể cứu chúng ta trên thuyền tánh mạng một người nha. Cái kia không có tính toán tỉ mỉ để mặc vào tất cả mọi người là thẹn thùng. Ngoại trừ Sanji ngoại lệ, người này có một kỹ năng đặc thù, có thể chủ động đem mỹ nữ làm bất luận cái gì biện pháp bỏ qua rơi. Nhân gia mới vừa cứu bọn ngươi bạn tính mệnh, thiếu chút nữa vì vậy bỏ mạng, đối mặt người như vậy, vài cái dược hoàn Nami dĩ nhiên không biết xấu hổ tìm người ta đòi tiền. Mặc dù nói binh lương hoàn hiệu quả tốt, thế nhưng trong đó sử dụng dược liệu cũng không tính là quá quý giá dược liệu. Nhiều lắm chính là dược vật tỷ lệ không tốt lắm khống chế, đồng thời người bình thường không có phương thuốc căn bản không làm được. Bình thường có toa thuốc nói, có điểm kinh nghiệm người là có thể chế tạo ra binh lương hoàn. Cũng chỉ có Uzumaki Naruto cái này đối với dược liệu một chữ cũng không biết nhân tài chế tác không được, có đôi khi từ tài liệu bên người đi ngang qua khả năng cũng không biết đây là dược liệu. Ta không có tiền, mới, có lời nói trực tiếp hơn, nếu là hắn có tiền mới là lạ chứ, hắn mỗi công tác một lần, chỉ có thể kiếm lấy 500 Bailey, được kiếm bao nhiêu lần khả năng kiếm đủ 1 triệu, đương nhiên, Nami cũng không có chuẩn bị bán cho hắn, dù sao đối phương là Chopper ân nhân cứu mạng. Làm sao có thể thực sự tìm hắn đòi tiền, bất quá, lỗ vốn sinh ý hắn luôn luôn là không biết làm, ít nhất cũng phải từ trên người hắn ép một ít bơi lội tương đối khá. Ở Nami nơi đây, cho dù là cho hắn một khối tảng đá nàng có thể ép ra dầu, huống chi là một cái như vậy thực lực cường đại lão đầu, thực sự không được thì đem hắn con kia đại điểu đoạt lại, tuy là dáng vẻ không thế nào, nhưng là khi một cái công cụ thay đi bộ nhưng là phi thường hảo, cái này lão đầu trên người. Nhưng là tuyệt đối có thể nổ ra tới không ít chất béo. Này, nếu có thể mang theo hai người bọn họ, vì sao không phải thuận tiện mang theo ta? À, Going Merry, ngươi làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Vừa lúc đó Usopp từ thang lầu hạ leo lên, tuy là Naruto đem Nami cùng Robin ôm lấy, thế nhưng Usopp Uzumaki Naruto lại lắc tại này bên trong, thế cho nên Usopp muốn chính mình lội tới. Trên đường kém chút một lần nữa bị không xa ăn tươi, bởi vì vấn đề thời gian, đã có một con không xa bơi tới, bất quá hắn còn không có thời gian bởi vì Naruto sự tình tức giận, Going Merry sự tình cũng đã để hắn điên cuồng. Hắn nghe được Naruto phân thân nói Going Merry bị phá hư, thế nhưng không nghĩ tới phá hư đã vậy còn quá nghiêm trọng. Nếu như cứ như vậy phá hư xuống phía dưới, e rằng Going Merry thực sự không căng được bọn họ đi hết vĩ đại tuyến đường an toàn. Trên thuyền tùy ý có thể thấy được cháy hỏng vết tích, các nơi hư hao cũng là tương đối nghiêm trọng, ngay cả là tối trọng yếu cột buồm đều gãy, thuyền buồm không có cột buồm thật giống như một người đã không có chân nhỏ giống nhau, mặc dù nói còn có thể đi, thế nhưng đã không có biện pháp bình thường đi lại.
Cho dù ai nhìn ra được, Usopp bây giờ trong lòng dị thường khổ sở. Chopper nói, Usopp, xin lỗi, ta. Không cần nói Chopper, Usopp ngắt lời nói, đây chính là ngay cả Luffy đối phó đều tốn sức người. Người đánh không thắng rất bình thường, không quan hệ, lại nói nếu như không phải là ngươi, Going Merry khả năng liền triệt để đã không có, nhờ có ngươi Chopper, cảm ơn. Chương 127, mới mục tiêu. Usopp mặc dù không có trách cứ Chopper, thế nhưng Chopper lại biết, Usopp trong lòng là biết bao khổ sở, đối với Luffy mà nói, cái kia đỉnh mũ rơm chính là của hắn bảo bối. Đối với Zoro mà nói, bảo đao Wado Ichimonji chính là của hắn bảo bối. Đối với Naruto mà nói, Nami chính là của hắn bảo bối. Đối với Nami mà nói, tiền cùng quả cam chính là nàng bảo bối. Đối với Usopp mà nói, chiếc này Going Merry chính là của hắn sinh mệnh. Nếu như Going Merry bị phá hủy, so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Cái này phút chốc, Chopper trong lòng trở nên mạnh mẽ, ý tưởng không ngừng tăng cường. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn bảo hộ hắn A là tối trọng yếu bảo bối. Đó chính là hắn đồng bọn, đồng bạn hắn bảo bối chính là của hắn bảo bối. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn biến thành một cái cường đại nam tử hán, bảo hộ Going Merry bên trên tất cả mọi thứ. Sắc trời đã dần dần đen xuống, đoàn người quyết định trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi một buổi tối. Dù sao hiện tại Going Merry trạng thái căn bị không có cách nào hạ thủy. Vào thủy về sau đừng nói là đi tới, coi như là không phải chìm tới đáy đều là chuyện tốt. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã muộn, mọi người cũng đều cần nghỉ ngơi một cái. Hôm nay nghỉ ngơi trước được rồi, sáng sớm ngày mai đứng lên ở sửa thuyền sau đó tiếp tục đi. Tuy là bên trên tế đàn phương pháp có chút phiền phức, thế nhưng hạ tế đàn phương pháp rất dễ dàng, chỉ cần nhớ kỹ trên cây đằng điều có thể. Naruto, Luffy, Zoro, Sanji, Robin đều dễ dàng quá khứ, bởi vì từng có một lần kinh nghiệm. Lần này Nami cũng thành công, Chopper do dự một chút, vì trở thành nam tử hán cũng thành công nhảy qua, gan phô đến lúc đó vô ích cái kia, hắn trực tiếp cưỡi PE quá khứ, duy chỉ có Usopp, hắn bây giờ hối hận chết rồi, tại sao mình muốn lội tới, sớm biết như vậy ở trên bờ chờ một hồi không liền có thể lấy, hiện tại tất cả mọi người quá khứ, nếu như chính mình không qua, chính mình không phải thành người nhát gan, nhưng khi nhìn phía dưới lũ đầu không xa, Usopp trong lòng điên cuồng nuốt từng ngụm nước bọt, nếu là bình thường chính mình tuy dám, thế nhưng hiện tại cái này tâm lý sợ hãi. Bất quá thấy không người nguyện ý chờ hắn, Usopp vẫn là thành thành thật thật nhảy qua. Làm nhảy qua về sau hắn mới phát hiện, chính mình lúc biết bao ngây thơ, loại này cách mình dĩ nhiên sợ. Kỳ thực có đôi khi sự tình liền đúng như vậy, nhìn qua đáng sợ đồ đạc, kỳ thực cũng không có nhiều đáng sợ. Thế nhưng nếu muốn nếm thử cũng phải cần có rất lớn dũng khí. Dù sao không phải mỗi người đều có dũng khí địa phương một cái ăn bàng người. Mặc dù là có người ăn bàng, vậy cũng không nhất định dám làm. Usopp có thể thành công bán ra bước này, đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Cái này bình thường nhỏ yếu người, hôm nay can đảm trưởng thành rất nhiều. Cái này mặc dù chỉ là cất bước, nhưng đây là một cái cực kỳ hảo bắt đầu. Chỉ cần có cái này hảo bắt đầu, về sau Usopp thành tựu sẽ dường như mới vừa phi hành Shirakawa giống nhau, càng bay càng tốt. Lên bờ, Usopp lấy ra một cái bảng đen nói, được rồi, mọi người trước an tĩnh một chút. Tới trước đêm mọi người hôm nay trải qua sự tình làm một cái tổng kết, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì sách lược ứng đối. Trải qua hôm nay chiến đấu, ta dường như cảm thấy, Naruto hôm nay đánh thắng chính là cái kia người, rất mạnh, thế nhưng chim ở trên người kia dường như mạnh hơn, hơn nữa hắn cũng sẽ sử dụng giống nhau năng lực, có thể dự cảm đến chúng ta bước kế tiếp động tác, dường như gọi tâm cương. Luffy người thứ nhất dẫn đầu lên tiếng. Mà Naruto nói, chúng ta gặp một ít người kỳ quái, một người trong đó dẫn đầu người dường như chính là tập kích chúng ta cái kia mang mặt nạ người, người kia tựa hồ là thần địch nhân. Bất quá theo chúng ta cũng không phải bằng hữu, hơn nữa từ chúng ta chiến thắng cái kia thần quan sau đó, bọn họ không bao lâu liền đi tới Upper Yacht, xem ra có thể là phải đối phó thần quan. Hơn nữa quan trọng nhất là, hôm nay cái kia thần quan coi như đánh không thắng chúng ta, thế nhưng chí ít cũng có thể thương tổn đến mấy người chúng ta đồng bọn. Thế nhưng hắn không có làm như thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất gấp, phỏng chừng chính là chuẩn bị đối phó những cái này người kỳ quái, thực lực của hắn dường như rất mạnh, ngày đó ta có thể làm bị thương hắn hoàn toàn có thể nói là may mắn. Còn có một chút các ngươi quên rồi sao? Sanji lúc này trên miệng nói, tay của bọn hắn dường như có thể cách trở lực lượng của chúng ta, thậm chí ngay cả cửu vĩ lực lượng đều tiếp nhận được, đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại,
loại này công kích ngay cả ngươi và Lắp Phi đều không phòng được, chứng minh cái kia lực công kích tuyệt đối mạnh, nhất định phải cảnh giác. Naruto, người công kích được hắn thời điểm cảm giác gì? Nghe xong Sanji, mọi người sắc mặt đều hơi chút thay đổi một điểm, cửu vĩ lực lượng tất cả mọi người biết, thế nhưng hôm nay dĩ nhiên thất lợi, nếu như ngay cả một cái thần quan đều mạnh như vậy thần thực lực sẽ có rất mạnh. Cảm giác rất kỳ quái a. Uzumaki Naruto nhớ lại mới vừa công kích nói, lúc đầu ta có thể nói là sử dụng chín thành lực lượng, dù sao khiến cho dụng cửu vĩ lực lượng thời điểm nếu như lập tức liền sử dụng toàn lực, rất dễ dàng sẽ không thăng bằng, đồng thời ở công kích thời điểm là ở bầu trời, cho nên không dám sử dụng quá mạnh mẽ lực lượng, có thể mặc dù đúng như vậy cái kia vài cái lực công kích cũng sẽ không kém. Thế nhưng ta cảm thấy, lực lượng tựa hồ đang đánh tới trên tay hắn thời điểm, thật giống như tất cả lực đánh vào số lượng đều bị hấp thu hết tựa như, thật không biết hắn rốt cuộc là dùng cái gì quỷ dị phương pháp, nếu như không phải nếu như vậy, hôm nay ta tuyệt đối có thể giải quyết rơi hắn. Cái này trước hết đừng bảo là, ta có là trọng yếu hơn sự tình. Nami lập tức nói, trải qua hôm nay ta, Zoro, Robin tra xét, phát hiện nhất kiện trọng yếu sự tình, các ngươi phát hiện ấy ư, chúng ta đạp là thổ địa. Vậy thì thế nào, nghe được lời của nàng, Uzumaki Naruto kỳ quái nói, cái này không phải là rất bình thường sao? Ngươi quên chúng ta là ở không đảo sao? Không đảo ở trên lục địa đều là mây làm. Nghe được Naruto, Nami có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có nói quá nhiều, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng không còn nghĩ đến, cho nên nói, cái này Upper Yat, kỳ thực chân chính tên, căn bản không phải Upper Yat, xác thực nói là gọi Zaya, vốn là cùng chúng ta bầu trời đảo phía trước cái kia đảo nhỏ là tương liên, đoán chừng là bởi vì sông lên khí lưu quan hệ, cho nên tòa đảo này liền chỉnh thể đi tới không đảo. Biết không, chúng ta tìm kiếm trong truyền thuyết Sandora kỳ thực ở nơi này, mặc dù có chút hết ý phạm vào tội, thế nhưng không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi để cho chúng ta đến nơi này, vận khí của chúng ta thật đúng là được. Ngoặc kép, Sandora, nghe được Nami ba chữ, tại chỗ ngoại trừ Zoro cùng Robin bên ngoài đều là sững sờ, bất quá lập tức thần sắc trở nên hưng phấn lên. Đối với hải tặc mà nói, chỉ cần có hoàng kim địa phương liền tuyệt đối không thể thiếu bọn họ. Huống hồ đây chính là một số lớn hoàng kim, vô luận như thế nào đều là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa lần này còn không phải bình thường hoàng kim. Sandora, từng nghe nói qua có chồng chất thành sơn hoàng kim xuất hiện tại nơi đó. Đây chính là một con dê béo. Hiện tại một con dê béo đang ở lòng bàn chân của chính mình dưới. Nếu như chính mình không làm thịt hắn một đao, vậy coi như rất xin lỗi mình. Bất quá vừa lúc đó Lắp Phi bỗng nhiên nói, như vậy, hoàng kim ở cái gì địa phương đâu? Cứ như vậy một câu nói, để đang đứng ở hưng phấn dưới trạng thái tất cả mọi người là tạt một bả nước lạnh. Đúng vậy, hôm nay đi đường xa như vậy, cũng không có chứng kiến hoàng kim. Hoàng kim ở đầu lâu mắt phải chỗ. Nico Robin bỗng nhiên mở miệng nói, Nolan trong nhật ký là viết như vậy. Nolan không biết trên thân khí lưu, đem lên tới bầu trời Zaya nghĩ lầm chìm vào Long Cung. Đây cũng là rất bình thường, thế nhưng một câu nói này ta vẫn không biết rõ, đầu lâu mắt phải rốt cuộc là ở cái gì địa phương. Đầu khô lâu, lẽ nào, nghe thế ba chữ Nami đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói Usopp, đem không đảo bản đồ cùng Zaya bản đồ cho ta. Tiếp nhận bản đồ, Nami đem hai tờ ý đồ bỏ vào cùng nhau, xuất hiện kết Honoka nhưng dường như Nami sở liệu, toàn bộ Zaya tạo hình, kỳ thực chính là một cái tương tự với đầu lâu tạo hình. Mà hay là đầu lâu mắt phải, chính là cách tế đàn không xa một cái địa phương, tất cả hoàng kim ở nơi này cái địa phương. Đã biết địa điểm về sau, liền muốn phân phối nhiệm vụ, Naruto, Luffy, Robin, Zoro cùng Chopper đi tìm hoàng kim, đem hoàng kim vận đến một cái địa phương, mà Nami, Sanji, Usopp thì là mở ra Going Merry lượn quanh đường xa ly khai, dù sao cũng không thể đem Going Merry ném ở nơi đó. Tuy là muốn cho Naruto ở lại trên thuyền, thế nhưng Nami biết, nếu như Naruto đi cùng, cầm về hoàng kim ít nhất có thể quá nhiều vài lần, cho nên Nami để Naruto cũng đi theo, còn như mấy cái khác, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được, nhất là Chopper, vì chứng minh mình là nam tử Hán, Chopper lần này là quyết tâm muốn chứng minh chính mình. Chia xong đội, Luffy nói, được rồi, như vậy chúng ta hiện tại ăn cơm trước đi, ta đã đói bụng đến phải không chịu nổi. Không cá mập mùi vị, ta tới, không cá mập. Nói cầm lên ngay ngắn một cái con không cá mập ăn. Hiện tại ăn có điểm quá sớm đi. Zoro nói,
lẽ nào các ngươi quên mất làm sao, mới vừa còn nói mấy người kia quái dị năng lực, một cái là tâm cương gì đó, một người chống đỡ công kích đồng thời kỳ lạ tổng cộng chiêu số, cái này sự tình các ngươi sẽ không bởi vì Hoàng Kim quên đi. Một câu nói, lần nữa để mọi người lâm vào hóa đá, đúng vậy, có lưỡng chủng năng lực, hoàn toàn chính xác có một chút phiền phức a. Lúc này vẫn trầm mặc Thiên Không kỵ sĩ nói, cái kia, các ngươi nói cái này kỳ quái công kích, ta biết là cái gì. Chương 128, mới gặp gỡ Ernie. Cái này một mực một bên không có tồn tại cảm Thiên Không kỵ sĩ câu nói đầu tiên đem mọi người chú ý lực toàn bộ đều hấp dẫn qua đây. Mọi người lúc này mới nhớ tới, nơi đây dường như còn có một cái đơn bản địa đây. Nghĩ vậy Nami nói, thật vậy chăng, Thiên Không kỵ sĩ, như vậy phương pháp kia hẳn là làm sao phá giải. Ta phí dịch vụ là cái gì chứ? Không trả lời thẳng Nami, tương phản thì là hỏi trước giá, vốn là không đến mức như vậy. Thế nhưng Nami phía trước mấy câu nói kia để hắn hết sức canh cánh trong lòng. Không đúng vậy sẽ không như thế nói. Nghe được Thiên Không kỵ sĩ, tất cả mọi người có thể minh bạch là có ý gì. Tập thể nhìn về phía Nami, lập tức Nami biến thành chúng tỷ chi địa. Bất quá nếu bàn về phản ứng năng lực đây chính là không có người có thể cùng Nami so sánh với. Chớp mắt, Nami nói, ta đem lần này tiền thuốc men cho ngươi miễn rơi đi. Tiền thuốc men, nghe được cái kia không có nói. Thiên Không kỵ sĩ kém chút không có từ trên nhánh cây ngã xuống, chính mình liều mạng tới cứu người, chết còn cần tiền chữa bệnh. Không sai, Nami âm hiểm cười nói, phía trước ngươi công khai ghi giá chính là 5 triệu Urkus Doru, ta cũng trước giờ đã nói với ngươi, binh lương hoàn giá tiền là 100 ức Urkus Doru, bất qua xem ở ngươi cứu Chopper, chúng ta món nợ này liền xóa bỏ, nhưng là ngươi tới đến chúng ta nơi này là ứng với hứa hẹn của mình mà đến. Chúng ta hoàn toàn có nghĩa vụ không để cho trị cho ngươi bệnh, miễn là đến lúc đó trả cho ngươi tiền là được rồi. Thật là, một đại nam nhân dĩ nhiên cùng ta một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly, bất quá chúng ta là rất hào sảng hải tặc, miễn là ngươi nói ra nguyên nhân, ta sẽ không tìm ngươi muốn tiền thuốc. Không cần nói nhảm, ở nói nhiều một câu liền đem chim của ngươi nướng. Nami lời nói vừa nói xong, PE mua lấy trốn Thiên Không kỵ sĩ phía sau. Thiên Không kỵ sĩ lần này có thể nói là phạm vào mũ rơm đoàn hải tặc lớn nhất cấm kỵ. Ở mũ rơm đoàn hải tặc bên trong có một tuyệt đối cấm kỵ, đó chính là mặc kệ cái gì tình huống bên dưới cũng không thể tìm Nami đòi tiền. Bất kể là cái gì tình huống bên dưới, mũ rơm đoàn hải tặc tiền đều là do Nami tới khống chế, trừ phi là Nami cảm thấy cần mới có thể mua, còn lại thời điểm cái này thần giữ của là tuyệt đối sẽ không dùng nhiều một phân tiền. Không biết chuyện chút nào Thiên Không kỵ sĩ đưa mắt nhìn về phía những người khác, ánh mắt mọi người lập tức rời đi, động tác phi thường nhất trí, đủ để nhìn ra là phi thường muốn hảo đồng bọn. Điều này làm cho Thiên Không kỵ sĩ trong lòng một trận bất đắc dĩ, đồng dạng đều là hải tặc, hơn nữa là ngồi lên thăng khí lưu đi lên, vì sao mấy người này so với 20 mấy năm trước cái kia một lớp chênh lệch kém nhiều như vậy. Mặc dù có chút tâm lý biệt khuất, thế nhưng cũng vô pháp nói ra cái gì. Xuất ra một cái mặt trên trường mãn miệng nhỏ ních bối xác nói, vật này, các ngươi thấy qua chưa? Vật này là Dio đi. Chúng ta ở Conis trong nhà thấy qua, cái này là cái gì chủng loại? Chứng kiến vật này, Usopp phản ứng đầu tiên hỏi. Thiên Không kỵ sĩ đem Dio để xuống đất nói, cái kia đội nón cỏ, ngươi là thuyền trưởng đi. Như vậy ngươi dùng sức hướng về phía vật này đập một cái, không cần lo lắng, dùng toàn lực đập là được rồi. Mặc dù không rõ bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Luffy cũng không nói gì nhiều, đưa dài tay trực tiếp hướng về phía Thiên Không kỵ sĩ trước mặt đài ổn ném tới, cường đại như thế thanh thế đập xuống, bình thường tình huống bên dưới cái tốc độ này coi như là một cây thông thường đầu gỗ đều có thể đập ra vết tích, thế nhưng Luffy một quyền này nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Loại tình huống này cùng mới vừa Uzumaki Naruto đả thần quan Sura tình huống giống nhau như đúc. Cho nên mọi người cũng không có quá mức giật mình, mà lúc này đây Thiên Không kỵ sĩ lại nói, như vậy, ngươi hiện tại cầm lấy cái kia bối xác, mới vừa ngươi đánh cái kia một mặt dán thân cây, sau đó đè xuống cái kia bối xác phía sau cái nút. Nghe hắn, Luffy cũng như cũ làm, tiếp lấy chỉ một lúc, đủ để mấy người ôm hết một cây đại thụ trong nháy mắt bị đánh vỡ một tảng lớn, mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, để ở chàng mọi người lúc này ngẩn người ra đó, bọn họ dường như nhớ lại. Phía trước Naruto chính là bị một chiêu kia đánh bay xa mấy chục mét, thậm chí còn ngã mấy cây đại thụ, vật này uy lực thật đúng là khiến người ta sợ. Chẳng qua nếu như chỉ là loại trình độ này công kích, vậy cũng không đến mức để Naruto phi xa như vậy chứ. Thiên Không kỵ sĩ nói,
Loại này dial cùng một dạng dial không giống với, có thể nói là chuyên môn dùng để chiến đấu. Bất kể là vật gì vậy, chỉ có chiến đấu địa phương, mấy thứ này biết sử dụng để làm không đứng đắn sự tình. Nói thí dụ như hỏa dial, vốn chỉ là dùng để làm cơm sử dụng, thế nhưng nếu như đem phóng tới trong súng, có thể biến thành hỏa diễm thương. Mà nếu như đem hắn phóng tới động vật trong miệng, có thể biến thành phun lửa chim. Phun lửa không cần phiền phức như vậy đi, ta cũng mau có thể a. Nói xong Lắp Phi vì biểu hiện bản lãnh của mình, lập tức mở miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, đem thiên không kỵ sĩ lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh lại phản ảnh qua đây tiếp tục nói, cái vật kia là Impact Dial, ngay mặt cái nút là hấp thu từ ngoại giới tới được công kích, phản diện cái nút có thể phóng xuất ra hấp thu công kích, vốn phải là cố định ở bao tay thượng sứ dùng đồ đạc, đồng thời theo đè nén xuống độ mạnh yếu tới khống chế đánh lực lượng. Miễn là khống chế tốt, có thể ở mấu chốt nhất thời điểm sử dụng tốt nhất lực lượng, hơn nữa nếu như giải khai đối thủ, có đôi khi một kích là có thể giết chết đối thủ. Đương nhiên, sử dụng lực công kích càng mạnh, trên người mình bị thương tổn cũng càng lớn. Cái kia thần quan sử dụng lực lượng mạnh như vậy, phỏng chừng hắn cũng sẽ không thái quá ung dung. À, thực sự là thứ tốt ha. Cầm lấy cái này dial, Usopp giật mình nói, vật này với ta mà nói quả thực quá hữu dụng, mới. Có đại thúc, vật này trong thương điếm có bán hay không, ta nghĩ muốn mua vài cái tới. Vật này xem như là tương đối hiếm hoi dial, nhưng là cũng không phải mua không được, ở thiên sứ đại đạo phải có không ít, hơn nữa nói chung loại này dial không có gì sinh hoạt tác dụng, cho nên nói cũng sẽ không quá đắt. Thiên không kỵ sĩ cẩn thận tỉ mỉ giải thích, bất quá đâm Impact Dial bên ngoài, còn có một loại dial là Reject Dial, uy lực thì trùng kích bị thập bội, thế nhưng loại này dial dường như đã tuyệt chủng, bởi vì hắn lực công kích tuy là kinh người, thế nhưng đối với tự thân thương tổn cũng giống vậy kinh người, miễn là sử dụng một lần, không muốn nói chịu đến công kích người, coi như là sử dụng người có thể sẽ chết mất. Thì ra là thế a, như vậy ta an tâm. Uzumaki Naruto cười nói, thì ra chẳng qua là mượn từ ngoại lực, đó cũng không có cái gì có thể lo lắng, chiến đấu thời điểm căn bản không cần lo lắng khác, miễn là không đúng tay hắn công kích là được rồi, hơn nữa coi như bọn họ toàn thân đều đổ đầy dial, vậy cũng có thể đánh hắn mặt, nói chung đã biết nguyên lý sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Lại nói, ta sẽ không tin tưởng hắn bối xác có thể hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận, miễn là tại hắn phóng thích lực lượng phía trước, ta đem hắn trên người cái nào dial lực lượng căng bạo là được rồi. Đúng, tâm cương là cái gì, đại thúc ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đây. Tâm cương sao, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Thiên không kỵ sĩ hô một ngụm khí đạo, ta chỉ biết đó là một loại rất kỳ quái năng lực, có thể chứng kiến người nội tâm ý tưởng, quan sát ra đối phương bước tiếp theo phải làm những gì, đồng thời theo tu luyện cường độ, thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, cảm giác phạm vi càng ngày sẽ càng lớn. Bốn cái thần quan tâm cương có thể cảm ứng được toàn bộ Upper Yacht địa phương, mà Unil có thể cảm ứng được cả tòa không đảo ở trên tình huống. Hắn biết mỗi người vô thì vô khác đang làm cái gì, ở then chốt thời điểm có thể làm được cho bất luận kẻ nào công kích, làm cho lòng người sinh sợ hãi, tựa như như thần. Cái này cũng gọi thần sao? Nghe được thiên không kỵ sĩ, Uzumaki Naruto híp mắt nói, nếu như thần là như vậy hắn cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ta không có đoán sai, cái tên kia đơn giản chính là ăn trái ác quỷ năng lực giả, cùng Lắp Phi giống nhau, chẳng qua là chủng loại bất đồng, Lắp Phi trái ác quỷ là cận chiến quả thực, mà hắn trái ác quỷ viễn công cận chiến đều có thể, bất quá bất kể là viễn công vẫn là cận chiến cũng không có cần phải sợ hắn, ngày mai ta sao cầm hết hoàng kim đi liền, bọn họ cường thịnh trở lại cũng cùng chúng ta không có quan hệ, không phải sao? Nghe được Naruto lời nói tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Căn bản không cần quá mức lưu ý, ngược lại miễn là qua ngày mai, đó chính là hải sa mạc ta bơi, cái này thần coi như là có thể khống chế không đảo, nó còn có thể khống chế vĩ đại tuyến đường an toàn sao? Tất cả sự tình đều giải quyết rồi sao? Nghe được Naruto, chờ mong đã lâu Lắp Phi hưng phấn nói, như vậy chúng ta tới mở tiệc sẽ đi. Ta tán thành, Naruto hưng phấn nói, để ăn mừng hôm nay chúng ta đổ bộ thành công lên không đảo. Hôm nay chúng ta yến hội bắt đầu đi. Yến hội, Usopp cùng Chopper cùng nhau hưng phấn kêu lên. Tất cả mọi người thần thái vừa vặn chuyển. Đột nhiên một cái thanh âm không hòa hài nói. Xem ra ta tới cực kỳ không phải lúc a. Bất quá ta không thể không nói. Các người muốn lấy được cái kia so với Hoàng Kim nói. Có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình nha.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Một cái chỉ mặc quần, trên đầu mang theo một cái khăn đội đầu, trong tay cầm một cái màu vàng gậy gộc, chứng kiến cái này nhân loại, mới. Có híp mắt một cái nói, là ngươi, Ernie. Chương 129, Ernie lời nói. Nghe được cái tên này tất cả mọi người cảnh giác, Ernie, hắn chính là cái này thế giới thần Ernie. Chính là người này, kém chút đem Connie giết chết, chính là người này, để Nami Robin Chopper cùng Zoro kém chút chết ở nơi đây. Nhưng là mới vừa nơi đây rõ ràng không có thứ gì, người này rốt cuộc là từ đâu tới, nếu như là mới vừa đi tới nơi đây, như vậy tốc độ của hắn cũng không tránh khỏi quá nhanh một điểm đi, bằng vào người ở đây cảm giác dĩ nhiên không có bất kỳ một người chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Nhìn lướt qua cảnh giác mọi người, Ernie nói, ai nha, cần gì phải nghiêm túc như vậy ấy ư, thả lỏng một điểm đi, ta tới nơi đây chẳng qua là tới cùng các ngươi nói một chút xíu sự tình, không nghĩ cùng các ngươi đành ý tứ. Nếu không ta cũng sẽ không ngồi đàng hoàng ở chỗ này, đúng hay không a? Trước hết nghe ta nói hết lời, đang quyết định là không phải muốn động thủ, ngoại trừ muốn nói cho các ngươi nhất kiện sự tình bên ngoài, chủ yếu nhất ta còn muốn tìm đến một người. Người nào quản ngươi, còn không có đợi Ernie nói xong, Sanji liền một cước đá tới. Không chút nào bất luận cái gì ý né tránh, ở Sanji một cước đá phải Ernie trên người thời điểm. Một cổ cường đại điện lưu trực tiếp đem Sanji cho điện thành người thổ dân, không chút nào xem tinh tường Ernie phương thức tấn công, cơ hồ là căn bản cũng không có di chuyển. Lần này chấn nhiếp toàn trường, Luffy người thứ nhất thiếu kiên nhẫn bất quá bị Naruto cản lại, bởi vì, này trùng quỷ dị chiêu thức nhất định phải cẩn thận, lại nói nơi đây đại đa số đều là người mình, coi như không lo lắng mình cũng muốn lo lắng một cái nhóm bạn an nguy. Nghe được câu này Luffy chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Bất quá ở trong lòng hắn đã quyết định muốn đem cái này thần đả phi. Ngươi chuẩn bị đem ta đánh bay. Nghe được Luffy tiếng lòng, Ernie không chút nào sinh khí, ngược lại thì cười nói, được a, nếu như ngươi có cái này năng lực ngươi liền mặc dù làm đi. Bất quá tại trước đây ngươi tốt nhất trước cam đoan người bên cạnh ngươi. Được rồi, nhàn thoại ta cũng không nói nhiều, ta tới nơi đây người muốn tìm không là người khác, chính là ngươi, Uzumaki Naruto. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Nghe được Ernie, Uzumaki Naruto sững sờ, bất quá rất nhanh phản ánh tới nói, đúng rồi, ngươi có lòng cương. Ngươi tìm ta là chuyện gì? Satori là bị ngươi giết chết à? Chính là cầu chi thực tập thần quan. Ernie nhìn Naruto nói, chỗ ngươi nhưng là ta thủ hạ, đả thần quan ở nơi này quốc gia nhưng là nhất cấp tội nha. Thế nhưng, ngươi dĩ nhiên đưa hắn giết chết, cho ta một lời giải thích đi. Đùa gì thế? Naruto còn chưa mở lời, Nami liền kêu lên, rõ ràng là các ngươi trước đối với chúng ta động thủ, dựa vào cái gì muốn chúng ta giải thích cho ngươi. Lời của nàng còn không có nói chơi, liền bị Luffy ngăn lại, bởi vì hắn chú ý tới Ernie muốn động thủ, hắn trước giờ đem Nami câu nói kế tiếp cản xuống dưới. Mà Naruto thấy như vậy một màn cũng yên tâm xuống tới, có Luffy che chở Nami, vậy hẳn không có cái gì có thể lo lắng, hướng về phía Ernie nói. Một cái phế vật mà thôi, giết thì giết, không có gì đáng lo. Nói lời này thời điểm Naruto trên người đã dần dần xuất hiện cửu vĩ áo khoác, nếu như lúc này Ernie đột nhiên động thủ, như vậy hắn coi như là không thể phản kích, ít nhất cũng phải cam đoan đồng bọn của mình sẽ không thụ thương. Bất quá tương đối Ernie chẳng những không có sinh khí, ngược lại thì cười nói, tốt tốt, ngươi nói không sai, chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, chết thì chết, ta cực kỳ thích ngươi nói chuyện giọng điệu. Ngày mai, ở Upper Yacht nơi đây sẽ có một hồi sinh tồn du hí, hy vọng ngươi cuối cùng có thể sinh tồn xuống tới, đến lúc đó, e rằng chúng ta có thể trở thành đồng bọn. Sinh tồn du hí, nghe được Ernie, mới, có khoa học tự nhiên đứng lên nói, Ernie, ngươi nghĩ làm cái gì? Muốn ta làm cái gì dường như cùng ngươi không có quan hệ đi, đời trước thần. Đối với mới, có giọng điệu, Ernie hoàn toàn cùng Uzumaki Naruto không giống với. Chuyển qua trộm được nhìn Naruto nói, người rất tốt kỳ ban ngày gặp phải người là người nào đi, ta tới nói cho người biết đi, người nào là Sandian người, bọn họ là nguyên bản trên cái đảo này đơn bản địa, không đảo cùng Lam Hải khoảng cách quá xa, cho nên không cách nào liên tiếp mua sắm thông đạo, dù sao mặc dù là Lam Hải nhiều người như vậy cũng không có mấy người dám lên không đảo, mà dám đi lên thăng khí lưu thì càng là thật là ít ỏi. Cho nên không đảo người trên chỉ có thể dựa vào bầu trời đảo người và tăng lên khí lưu dẫn tới đồ đạc tới thỏa mãn chính mình đối với Lam Hải hiểu rõ. Trong đó bọn họ quan tâm nhất chính là Dosu. À,
Cũng chính là các ngươi xưng thổ địa. Thổ địa đối với các ngươi Lam Hải người mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng đối với không đảo nhân mà nói, thì là có thể sáng tạo sinh mạng bảo bối. Bình thường có thể đi lên một khối nhỏ chính là bảo bối. Thế nhưng một lần kia dĩ nhiên bởi vì tăng lên khí lưu sông tới lớn như vậy một khối, có thể nói nhất định chính là kỳ tích. Thế nhưng ở mảnh này trên đất, nguyên bản ở Sandian người sẽ không đáp ứng đem chính mình đất đai cấp người khác, mà đất đai lực hấp dẫn, để không đảo nhân không thể không động khởi vũ khí trong tay. Vì vậy, Sandian nhân cùng không đảo nhân chiến đấu lại bắt đầu, Sandian người cơ hồ là toàn dân giai binh, mỗi người mặc kệ nam nữ đều là chiến sĩ cường đại, thế nhưng bất kể nói thế nào, dù sao nhân số hữu hạn. Mà không đảo người đang về số lượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối, đồng thời thực lực cũng không so với Sandian người kém bao nhiêu, cho nên theo thời gian sói mòn, Sandian nhân tình huống càng ngày càng không ổn, ngăn tại chiến tranh hầu như tiến nhập gay cấn thời điểm, vị này đời trước thần đột nhiên cùng Sandian người đưa ra cộng đồng sở hữu mảnh này thổ địa, hy sinh vô số đồng bào Sandian người tự nhiên không muốn, nhiều lần trao đổi không có kết quả, Sandian người đã bị đuổi ra khỏi mảnh này thổ địa. Ở nơi này sau đó chiến tranh chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì Sandian người muốn đoạt lại chính mình tổ tiên lãnh thổ, tại loại này tình huống bên dưới mới. Coi như trước hy vọng hai phòng cộng đồng lại có mảnh này thổ địa, bất quá lại bị lần nữa cự tuyệt, mỗi một lần chiến tranh đều phải chết không ít người, loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến 3 năm trước đây ta đưa cái này tên đánh thắng, trở thành mới một đời được thần về sau. Để Sandian nhân cùng không đảo người đều không dám đối với mảnh này đồ đệ có vọng tưởng, lúc này mới coi là bảo đảm hòa bình. Lại nói tiếp ta cảm thấy ta làm không có lỗi gì lầm, dù sao bởi vì ta xuất hiện, có thể dùng Sandian nhân cùng không đảo ít người chết rất nhiều, giảm bớt không cần thiết tử vong. Tuy là Sandian người một mực không ngừng nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng người của bọn họ mặc dù ở cường giã mặc kệ đánh tới, bởi vì cùng ta xảy ra chiến đấu kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương. Coi như may mắn thắng, hắn cũng căn bản là không có cách ngăn cản không đảo nhân đối với cái này mảnh nhỏ đất đai ý tưởng. Bất qua cái này cân bằng, ở ngày hôm qua bị ngươi phá vỡ. Bởi vì Saitori sát lệ bê đa đến quan hệ, thiên bình xảy ra nhỏ nhẹ tranh chấp, mà lần này chiến đấu rõ ràng cho thấy chỉ có nhất phương hoàn toàn ngã xuống mới có thể kết thúc. Bất quá cũng không có quan hệ, bởi vì ta trong khoảng thời gian này đã đem phải làm xong chuyện. Ta đã sớm ngờ tới cái này một ngày sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới sớm như vậy. Ta mới vừa nghe được, mục đích của các ngươi là hoàng kim đi, Sandian nhân mục tiêu trừ cái này mảnh nhỏ thổ địa bên ngoài cũng là hoàng kim, nói cách khác các ngươi có lợi ích tranh cãi đây. Bất quá ta mục đích cũng là hoàng kim, nói rõ ba chúng ta phương đều có quyền lợi tranh cãi, thế nhưng bất đồng chính là, nếu như hoàng kim đến rồi Sandian trong tay của người, một điểm các ngươi cũng không chiếm được. Thế nhưng nếu như đến tay ta, các ngươi trở thành đồng bạn của ta, như vậy các ngươi còn có thể đến một bộ phận, cụ thể thế nào chính các ngươi quyết định, có thể trở thành đồng bạn của ta tự xem các ngươi tạo hóa. Ngày mai tình hình chiến đấu sẽ cực kỳ kịch liệt a hát, mong ước các ngươi làm một cái mộng đẹp. Ai muốn coi đồng bạn của ngươi? Lúc này Nami trốn Naruto phía sau nói, hoàng kim là của chúng ta tự nhiên sẽ lấy đi, làm ngươi đồng bọn, nơi đây không người nào nguyện ý. Mau mau cút đi, nếu không cẩn thận chúng ta giải quyết ngươi. Nói xong lập tức giấu ở Naruto phía sau, Onil nhìn hắn một cái nói, phải không, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể nói ra được lời như vậy. Đời trước thần, không biết đến ngươi có biện pháp nào không ngăn cản cái này sự tình đây. Dù sao cái này sự tình nhưng là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi nhưng là đầu sỏ gây nên, trước đây nếu như ta chưa có tới, nhưng là sẽ chết người nhiều hơn nha. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Người cái này thần làm nhưng là rất không xứng chức. Chẳng qua nếu như ngày mai trò chơi ngươi có thể gia nhập vào, như vậy, ta đồng dạng là cực kỳ hoan nghênh, chào tạm biệt. Nói xong hóa thành thiểm điện giống nhau ly khai. Sẽ không sai, hắn là năng lực trái ác quỷ giả. Chứng kiến O'Neill biến mất phương thức, Nico Robin nói, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn năng lực là oanh lôi quả thực, tự nhiên hệ quả thực, cùng Crocodile không sai biệt lắm. Thế nhưng đẳng cấp cao hơn vài lần, coi như đụng phải thủy giã không nhất định đánh đến, oanh lôi quả thực, tại chỗ có năng lực trái ác quỷ bên trong, cũng coi như được là hàng trước. Hơn nữa cái này thần bản thân sức chiến đấu cũng không kém, cộng thêm trái ác quỷ về sau nhất định chính là như hổ thêm cánh, xem ra lúc này đây thật sự có nguy hiểm, làm sao bây giờ, thuyền trưởng, một lần này hoàng kim còn muốn hay không,
Nếu quả như thật cùng hắn đối kháng khả năng rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta hiện tại ly khai, tuyệt đối phải không đến hoàng kim. Thế nhưng, chí ít có thể để bảo đảm an toàn. Nếu như chúng ta lưu lại, không hề có nhiều khả năng đạt được hoàng kim, đồng thời người trên thuyền cũng có khả năng gặp nguy hiểm, vì một lần này hoàng kim, có muốn hay không mạo hiểm một lần đâu. Chương 130, xuất phát, thực sự là càng ngày càng có ý tứ a. Nghe được Robin, Luffy chẳng những không có lo lắng hoặc là khủng bố, ngược lại là hưng phấn dị thường nói, một lần này hoàng kim ta nhất định muốn. Quản hắn là Sandian nhân hay là thần quan, nếu như dám ngăn cản ta, ta nhất định sẽ đem đánh phi. Cái này thần thực lực rất mạnh a. Zoro càng là hưng phấn nói, cùng hắn chiến đấu, cũng có thể để thăng thực lực của ta, từ Alabasta tăng lên một lần thực lực về sau, mặc dù có rõ ràng cảm ngộ, thế nhưng bao nhiêu còn kém một ít, hiện tại vừa lúc là một cái cơ hội tốt, e rằng ta có thể lúc đó nắm giữ loại lực lượng này, hoặc là mượn từ hắn đả thông ta một phần khác lực lượng. Có tài bảo địa phương, hải tặc liền không thể buông tha. Sanji hít một hơi ống dẫn khói, nếu như bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ có nguy hiểm nói liền rời đi, như vậy chúng ta sẽ không cần làm hải tặc đi. Ta nhưng là phải làm dũng cảm nam tử Hán A. Chopper có chút run nói. Tất cả mọi người biểu thái, Usopp cũng nói, như vậy, Naruto, quyết định của ngươi, ta là không sao cả. Mặc dù nói như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nói, thế nhưng hai chân của hắn vẫn là bán đứng hắn, ngay cả Sanji đều đai ô đơn giản giải quyết, hắn cũng không nhận ra hắn có cái gì thắng lợi khả năng. Vậy quyết định như vậy, Uzumaki Naruto nói, một số lớn hoàng kim đang ở trước mắt, nếu như không phải cầm đó mới là ngu ngốc, mặc kệ thực lực của người kia như thế nào đi nữa mạnh. Thế nhưng ta biết thực lực của người này tại vị đại tuyến đường an toàn bên trong cũng không tính mạnh. Nếu như chúng ta ngay cả hắn đều đánh không thắng, đường phía sau hầu như căn bản cũng không cần đi. Mặc dù nói tự nhiên hệ năng lực cái này có một ít vướng tay chân, thế nhưng luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bất kể như thế nào cái này so với hoàng kim chúng ta nhất định phải đạt được. Sửa thuyền cần tiền, mua nữa một ít đồ dùng thường ngày, Chopper còn cần một ít thuốc, nếu không về sau xảy ra vấn đề cũng không có làm pháp trị liệu. Tương lai lộ trình mua tình báo, bản đồ, Going Merry e rằng cần xây dựng thêm, Sanji cần một cái lớn một chút tủ lạnh, còn có các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị. Usopp, ngươi là tay súng bắn tỉa, chúng ta trên thuyền hỏa dược cũng đã không có bao nhiêu đi, loại vật này mua giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bằng hiện tại tiền của chúng ta làm những thứ này hẳn là miễn cưỡng đủ. Thế nhưng sau khi làm xong chúng ta liền triệt để không có tiền. Ta cũng không muốn lại bị hỏa táng một lần. Ai biết hải quân có thể hay không trường tưởng tượng trực tiếp trước cho ta trên người tới hai phát súng. Quan trọng nhất là, chúng ta không phải là cùng hạt rẻ nhức đầu thúc ước định xong ấy ư, nhất định phải gặp Hoàng Kim Chuông. Naruto lời nói để đoàn hải tặc bên trong người khí thế lập tức càng thêm tăng vọt. Đúng vậy, đây mới là trọng yếu nhất, nếu như ngay cả ước định đều không hoàn thành. Như vậy bọn họ làm sao còn làm nam nhân? Bất quá lúc này Naruto đưa mắt nhìn về phía Chopper nói, Chopper, đi lấy hoàng kim ta, Luffy, Zoro cùng Robin bốn người hẳn là được rồi. Người thật muốn đi không? Con đường này trình nhưng là rất nguy hiểm. Người nhưng là trên thuyền chữa bệnh. Nếu như người bị thương chúng ta cũng không có cách nào chịu đến kịp thời trị liệu. Cho nên trách nhiệm của ngươi rất nặng. Người nghĩ được rồi, nếu như ngươi muốn ngồi ở trên thuyền không có ai sẽ nói ngươi. Lại nói nếu như ngươi ngồi ở trên thuyền, e rằng vẫn có thể bang Sanji một chút vội vàng. Không cần, ta cảm thấy vẫn là cùng các ngươi cùng đi tương đối khá. Chopper nuốt nước miếng nói, Nami bọn họ là muốn ly ca Upper Yacht, cho nên trên đường sẽ không có nguy hiểm gì, mà các ngươi ở nơi này trên đảo rất có thể gặp phải rất mạnh địch nhân, sau khi chiến đấu bị thương khả năng có thể lớn, cho nên ta theo các ngươi đi. Chopper lời nói để mọi người rất là kính phục. Tuy là đây đối với mũ rơm đoàn hải tặc ở trên những người khác mà nói không gọi có bản lĩnh, thế nhưng phải biết rằng Chopper bây giờ còn chỉ là một tiểu hài tử, có thể làm ra như thế dũng cảm quyết định cũng là đáng giá biểu dương. Bất quá lúc này Nami nói, này, thiên không kỵ sĩ, ta rất muốn biết, Anil nói là thật hay giả. Không muốn nói chúng ta hoài nghi ngươi hoặc là không phải tín nhiệm ngươi, chúng ta hiện tại coi ngươi là bạn, cho nên lời của ngươi nói chúng ta tin tưởng. So ra Anil lời nói chúng ta căn bản không thể tin tưởng. Chúng ta cũng không nhận ra người này là người tốt. Hắn sao không thể nào làm ra loại này sự tình. Thế nhưng hắn nói có lý có theo.
để cho chúng ta rất khó tìm không phải tin tưởng lý do, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta là có chuyện như vậy sao? Hắn nói không sai, Thiên Không Kỵ Sĩ trầm mặc một hồi nói, sự thực liền đúng như vậy, Không Đảo Vân tuy nhiên có thể đào tạo thực vật, lại không thể để thực vật sinh ra. Mới vừa Ơ Niu cũng đã nói, Không Đảo Nhân đem bùn đất xưng là bát, Không Đảo Nhân đối với bát là vô cùng khát vọng. Cho nên ở 400 năm trước làm Upper Yat xuất hiện thời điểm, ngay lập tức sẽ khiếp sợ toàn bộ Không Đảo người, nơi đây có thể nói là một mảnh sinh hoạt tịnh thổ, bất quá Sandian người không có khả năng đem chính mình thổ địa cống hiến ra đến, cho nên liền xảy ra chiến tranh. Mới vừa Ơ Niu duy nhất hết chỗ chê chính là, ta lúc đó kỳ thực đã cùng Sandian người nói không sai biệt lắm, miễn là đang kiên trì một đoạn thời gian có thể nói với bọn họ, thế nhưng lúc này Ơ Niu tới, mang theo hắn 4 cái thần quan cùng một đám cường giả, Không Đảo muốn làm thần linh có một yêu cầu, đó chính là dùng quang minh chánh đại thủ pháp đánh tới đời trước thần, mà ta thua ở trong tay của hắn, cho nên hắn liền trở thành thế hệ này thần, mà cách làm của hắn chính là, mảnh này thổ địa là của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đăng nhập, phàm là cãi lời thần ý chỉ người đều sẽ bị hắn giết chết, tại hắn lực uy hiếp cùng 4 cái thần quan sức chiến đấu trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ, cho nên bọn họ nhưng cũng chế tạo ra ngắn ngủi hòa bình. Cái kia quả nhiên chính là các ngươi cướp người ta gì đó. Luffy, Naruto, Sanji, Chopper, Usopp mấy người đồng thời nói, nghe được lời của mọi người, mới. Co không có mở miệng, ý tứ chính là thầm chấp nhận, thế nhưng mấy giây về sau, Ganfo nói, bởi vì bát quan hệ, có thể dùng song phương xảy ra đại chiến, trước đó chúng ta nghe đến rồi một đoạn đẹp đẽ chương nhạc. Cũng chính là vào lúc đó Không Đảo người và Sandian người xảy ra chiến tranh, cho nên cũng có truyền thuyết, miễn là cái thanh âm kia một lần nữa vang lên, Sandian nhân cùng Không Đảo nhân chiến tranh sẽ kết thúc. Tựa hồ là đồng hồ thanh âm, cho nên, nhờ ngươi, nếu như có thể mà nói, mời các ngươi gõ Upper Yat ở trên đồng hồ, để Không Đảo người và Sandian nhân chiến tranh dừng lại, ta không phải hy vọng lại nhìn thấy có người xuất hiện thương vong. Được a, không có vấn đề. Luffy trực tiếp đồng ý nói, nếu như trùng hợp thấy chúng ta biết làm, thế nhưng nếu như nói không có đụng phải nói đó cũng không có biện pháp, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp xác định nhất định có thể chứng kiến, chỉ có thể nói tận lực. Được rồi, đã trải qua nhiều như vậy trắc trở, chúng ta bây giờ có thể mở tiệc sẽ đi. Mới nói xong, đột nhiên một tiếng sói tru sinh vang lên, lúc này đây Luffy sắc mặt có đen một chút hóa, chuẩn bị thời gian dài như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện có người đảo loạn. Lúc này đây bất kể là người nào, nếu như tới nơi này cản trở yến hội, như vậy hắn nhất định sẽ đánh bay bọn họ. Bất quá còn tốt, một lần này sinh vật cũng không phải tới quấy rối, tương phản ở một hồi tâm tình sau đó, còn gia nhập vào trong yến hội. Cứ như vậy, Luffy mong đợi yến hội rốt cuộc bắt đầu rồi, quá khó khăn. Dựa theo Luffy lại nói, đói bụng rồi ngay cả động cũng không nhúc nhích được, làm sao cầm vàng. Lại không phải tất cả mọi người cùng Naruto như vậy sẽ không gian nhẫn thuật. Ở nhất chân hoàn thành thiếu ngữ trong, tất cả mọi người tiến nhập mơ mộng. Nửa đêm thời điểm, Naruto tự hồ nghe được Usopp thét chói tai, lúc đầu muốn đi qua nhìn chuyện gì xảy ra, bất qua chứng kiến Zoro động thân, hắn cũng sẽ không làm sao quản những thứ khác. Gối lang cái bụng, ôm hai lang liền tiến vào mộng tường, bởi vì hôm nay xảy ra quá nhiều sự tình, đưa tới Naruto hoàn toàn đã quên, Nami nói xong rồi tối hôm nay cùng hắn. Bất quá như vậy cũng không nhớ cái này sự tình, bởi vì Nami lúc này cũng tiến nhập mộng đẹp, bên này người ngủ hết sức ung dung, thế nhưng Sandian người bên kia lại từng cái đều là không được tốt lắm. Tuy là hôm nay thiếu hai cái thần quan, để chiến đấu buông lỏng không ít, nhưng là ai biết trên đường Sora đánh tới, nhất thời sơ sẩy dĩ nhiên để Kamakiri bị thương, nói như vậy ngày mai chiến đấu sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất quá bọn họ đã không có thời gian do dự, nếu như bỏ lỡ một lần này cơ hội, tiếp theo cũng không biết còn phải chờ bao lâu, dù sao Sora trạng thái rõ ràng cũng không phải cực kỳ tốt, cho nên ngày mai phải một lần nữa tiến công. Mặc kệ ngươi là dạng gì ý tưởng, thời gian đều sẽ không ngừng từ bên người trôi qua, hài lòng cũng tốt, sinh khí cũng tốt, thư thư phục phục ngủ cũng tốt, khẩn trương đợi cũng tốt, thời gian sẽ không đối với ngươi có bất kỳ thương tiếc. Thái dương chậm rãi thăng lên, mũ rơm đoàn hải tặc nhân chậm rãi tỉnh lại, dựa theo phía trước kế hoạch, hai phe người xa nhau hành động, khiến cho dụng cửu đuôi lực lượng trước đem thuyền lấy được trong biển mây, mấy người liền đi trước di tích, mấy người này biết đường kỹ năng một cái so với một cái kém. Bất quá đáng được ăn mừng chính là có Robin theo, Robin có thể nói là một cái hoặc kim chỉ nam,
có nàng ở cũng sẽ không cần lo lắng mấy người sẽ vấn đề lạc đường. Cứ như vậy, dựa theo Nam Y kế hoạch, đoàn người chia làm hai tổ lên đường.